Chương 31, che giấu. Chương 31, che giấu, địa hạ đổ xe kho nhập khẩu, bóng người tích lũy đồng. Lý Đông Trạch một tay trụ trường, một tay nắm thương, nhảy vào địa hạ đổ xe kho sau, ánh mắt lợi hại rất nhanh quét hình hiện trường. Hắn đầu tiên xem đến hôn mê bất tỉnh từ doanh doanh, sau đó là trên mặt đất không quá rõ ràng vết máu, mấy chiếc xe thân có chỗ hư hao xe cá nhân. Thân là trinh sát Lý Đông Trạch không khó nhìn ra nơi đây phát sinh qua ngắn ngủi mà hung hiểm chiến đấu. Mà từ doanh doanh không chết, tức thì nói rõ tình huống còn chưa tới rắc rối nhất đến trình độ. Mấy vị linh cảnh hành giả đồng dạng cảnh giác mà rất nhanh đảo qua hiện trường. Chợt, xem đến một đạo thân ảnh từ nơi không xa đến đuôi xe bóng ma bên trong đi ra tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bản năng chuyển động hồng súng nhắm ngay hắn. Đừng nổ súng, là ta. Trương Nguyên Thanh vội vàng dơ lên cao hai tay, đồng thời đánh giá quan nhã cùng Lý Đông Trạch bên ngoài linh cảnh hành giả. Ăn mặc tập thể hình bộ đồ tráng háng, nhìn xem như phòng tập thể thao huấn luyện viên, thân cao ít nhất 1 mét 9 cơ bắp khối khối bành trướng, tràn ngập lực lượng cảm, trên tay đeo màu đỏ nửa chỉ cái bao tay. Ăn mặc tranh thủy mặt sườn xám mỹ phu nhân, kéo cổ điển búi tóc. Tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại, niên kỹ thoạt nhìn không nhỏ, Nhìn khuôn mặt bảo dưỡng trắng nõn đẹp đẽ, không thấy nếp nhăn. Đeo thợ mỏ cái mũ, ăn mặc màu nâu đậm công trường phục trung niên nam nhân, làn da ngâm đen, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả. Ăn mặc màu trắng đua xe phục tuổi trẻ nữ tử, mặt trái xoan, da bạch dung mạo xinh đẹp, lông mi sắc đậm đặc bay lên, khí khái hào hùng bừng bừng, trong tay dẫn theo một miệng màu đen trường đao. Hai gã khác cầm thương nhân viên, khí chất cùng bên ngoài không có gì đặc sắc. Nhìn thấy từ bóng ma bên trong đi ra tới Trương Nguyên Thanh, Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã căng thẳng biểu lộ rõ ràng buông lỏng. Tựa hồ như trút được gánh nặng. Chấm dứt hội nghị sau, bọn hắn liền nhận được vương thái điện thoại, nói Nguyên Thủy ở Tùng Hải Đại học phát hiện Âu Hướng Vinh, đối phương ép buộc từ doanh doanh đang muốn 20. Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã lại càng hoảng sợ, lúc này sẽ đem còn không có tản đi mấy vị đội trưởng kêu lên, vội vàng chạy đến Tùng Hải Đại học. Lý Đông Trạch trên đường đi xị mặt, tâm tình trầm trọng, liền sợ nguyên thủy đầu óc nóng lên, không quan tâm ra tay. Nhân vật mới trở thành linh cảnh hành giả sau, lần đầu nhận thức siêu phàm lực lượng, thường thường sẽ biến được bành trướng. Hơn nữa kinh nghiệm nông cạn, không sâu ít, liền dễ dàng bên trên. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Thanh bình yên vô sự, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là cái kia thần dạ du, Tính tình vội vàng sao động đại cơ bá đầu tiên là hỏi Lý Đông Trạch một câu, đạt được khẳng định đáp án sau, hắn nhìn quanh địa hạ đổ xe kho, âm thanh thô lệ mà hỏi, tiểu tử, âu hướng vinh đâu, hướng bên nào chạy thoát. Ở hắn xem ra, ba cấp cổ hoặc yêu không phải một cái một cấp thần dạ du có thể đối phó, song phương giao thủ ngắn ngủi sau, âu hướng vinh e ngại quan phương linh cảnh hành giả chạy đến. Vội vàng đào tẩu. Nếu như Âu Hướng Vinh thoát đi thời gian không phải thật lâu, Lúc này truy kích lời nói, bằng vào trinh sát truy tung năng lực, có lẽ có thể đuổi tới. Lý Đông Trạch, Quan Nhã, còn có mấy vị đội trưởng cấp nhân vật, nhìn chậm chậm Trương Nguyên Thanh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn không có trốn. Trương Nguyên Thanh nói. Không có trốn. Trong lòng mọi người rùng mình, nhào nhào nâng lên họng súng, ngạc nhiên lại cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó liền nghe cái này mới vừa vào làm được tay mơ, chỉ vào sau lưng bóng ma nói bị ta đánh chết hắn nói cái gì hỏa sư đại cơ bá thiếu chút nữa muốn đào lỗ tai hoài nghi mình có phải hay không thính lực xảy ra vấn đề hắn chợt bạo tính khí bên trên ầm ầm cả giận nói không muốn cùng ta hay nói giỡn đây không phải ngươi khoe khoang ẩn giấu nơi lý đông trạch đám người cũng là khẽ giật mình tiếp theo nhíu mày nhìn xem trương nguyên thanh trong ánh mắt nhiều vài phần cẩn thận người cây sao hung làm gì vậy không thể hảo hảo nói chuyện. Người cái tên này không phải là xích hỏa ban A. Trương Nguyên Thanh Kiên nhẫn giải thích nói, ta không nói dối, thi thể của hắn ngay tại đuôi xe, không tin chính ngươi đi qua xem. Đại cơ bá hướng bên kia nhìn quanh một chút. Trong vách tường lồi ra lập trụ cùng thân xe hình thành giao nhau bóng ma, vị trí của hắn nhìn không tới trong góc tình huống. Lúc này muốn đi qua xem xét. Chờ một chút. Đầu đội thợ mỏ cái mũ trung niên nam nhân đi lên trước, nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh, đối cường tráng hán tử nói chuyện, "Ta đi xem." Đại cơ bá thấy đồng liêu sắc mặt ngưng trọng, tự hồ nhớ ra cái gì đó, cảnh giác nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh chú ý tới Lý Đông Trạch cùng quan nhã thần sắc có chút kỳ quái, mà những người khác ánh mắt tức thì mang theo không thêm che giấu đề phòng. Cái này cái thời điểm, đầu đội thợ mỏ cái mũ trung niên nam nhân bộ pháp chậm chạp nhưng trầm ổn đến gần đuôi xe, sau đó, hắn sững sờ nhìn chầm chầm một chỗ, mở to hai mắt nhìn, tự như con tò te, nặng bằng đất sét. Đường lão bản Đại cơ bá nhìn xem đồng bạn lộ ra kinh ngạc vẻ mờ mịt, trong nội tâm rùng mình, trên thân cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, tùy thời động thủ. Thanh đằng bạch long mấy cái đội trưởng lập tức cảnh giác lên. Đường quốc cường này bức bộ dáng, cực kỳ giống tao ngộ đầu độc lúc bộ dạng nhưng rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy đường quốc cường khôi phục tới đây. Cuối người đem một cổ thi thể kéo đi ra, kéo dài tới đèn tự quan dưới, kéo dài tới trong tầm mắt mọi người. Cổ thi thể này ăn mặc rộng thùng thình ngụy trang quần, màu đen sau lưng, áo khoác màu đen, bộ mặt huyết nhục mơ hồ, hốc mắt trống rỗng, ngũ quan hình dáng lờ mờ có thể phân biệt xuất thân phần, đúng là Âu Hướng Vinh. Địa hạ đổ xe không một chút an tĩnh lại, mọi người sững sờ nhìn chầm chầm âu hướng vinh thi thể. Lý Đông Trạch biểu lộ từ nghiêm túc một chút điểm chuyển hóa thành ngạc nhiên, thì thào tự nói, à, ông trời ơi o, ông trời ơi o. Quan nhã nhìn nhìn thi thể. Lại nhìn một chút trương nguyên thanh, chợt nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Ăn mặc tranh thủy mặc sườn xám mỹ phu nhân, dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi tới, nàng đứng ở thi thể biên, cẩn thận xem kỹ sau, hé miệng miệng nói, đúng là Âu Hướng Vinh. Nói xong, nàng có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn một chút Trương Nguyên Thanh. Đại cơ bá con mắt trừng tròn vo, há miệng đã nói, ngươi làm sao làm được. Mấy vị đội trưởng ánh mắt đều tập trung ở Trương Nguyên Thanh trên người, nhiều lần dò xét, Âu Hướng Vinh cư nhiên bị một cái một cấp tiểu gia họa giết chết, cho dù người này thân chịu trọng thương không tại đỉnh phong. Cái này nhì đội lập đại công, Lý Đông Trạch rời đi cái gì vận khí cứt chó mời chào đến xuất sắc như thế cấp dưới. Làm sao làm được? Đây không phải có giày là được à? Trương Nguyên Thanh không có đáp lại, mà là nhìn về phía chính mình thượng cấp. Lý Đông Trạch lúc này tiến lên, ho khan một tiếng, Nguyên Thủy, làm rất tốt, ngươi lập đại công, ngay tại vừa rồi, ở nể liên lạc không được chúng ta thời điểm, chúng ta đang tại trong phòng họp bị thượng cấp mắng máu cho xối đầu. Lời này rất tốt dời đi lực chú ý, Mấy vị đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm Như là tháo súng gánh nặng Trương Nguyên Thanh mắt lé nhìn hắn Vậy các ngươi vừa rồi vì cái gì cầm thương chỉ ta Siêu phàm cảnh cổ hoặc yêu Có thể ngắn mũi ảnh hưởng nhân tâm trí Như cho bọn hắn thời gian nhất định Nhiều lần đầu độc Làm sâu sắc ảnh hưởng Có thể đạt tới thao túng mục tiêu hiệu quả So với tin tưởng ngươi giết Âu Hướng Vinh Chúng ta cảm thấy ngươi bị đầu độc khả năng càng lớn ăn mặc màu trắng đua xe phục tuổi trẻ nữ tử, mang theo đao đi tới, cao thấp dò xét Trương Nguyên Thanh, thỏa mãn gật đầu, chúng ta đều sai rồi, tự giới thiệu một chút, Bạch Long. Ba cấp quỷ nước Vị này nữ đội trường có khó tả hiên ngang, ở trên người nàng nhìn không tới nữ tử rụt trẻ cùng nhăn nhó, nhìn quanh nhà thần khí mười phần, phản phất ai cũng là thối đệ đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Trương Nguyên Thanh nói Mấy vị đội trưởng sửng sốt một chút, tên rất hay xác thực tốt nghe xong khiến cho người nhìn không được muốn đánh nhau hắn bạch long cười nói liền kêu ngươi nguyên thủy a khá tốt ta vẫn cảm thấy như ngươi cái tuổi này nam sinh sẽ lấy một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái danh tự ví dụ như đâu trương nguyên thanh cười nhún vai bạch long giật mình không nghĩ tới tiểu tử này như thế từ trước đến nay quen thuộc, rõ ràng còn hỏi lại chính mình. Theo lý thuyết, đối mặt thượng cấp trêu chọc, người bình thường không phải là khiêm tốn vài câu, hoặc là vẻ mặt câu nệ sao? Ví dụ như đại cơ bá. Quan nhã cười mỉm đi tới, thay Bạch Long nói tiếp. Đại cơ bá, ta lấy tên hàm nghĩa là bá đạo cơ bắp. Ta chính là ý tứ này nha. Quan nhã vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, đại cơ bá á khẩu không trả lời được. Đang lúc nói chuyện, lại có vài tên quan phương linh cảnh hành giả vội vàng chạy đến. Trong tay mang cán cứu thương cùng bọc đựng xác. Bọn hắn vừa nhận đến điện thoại, nói hung thủ đã bị đánh gục, liền ngay cả bề bộn tới đây liễm thi, thuận tiện đem từ doanh doanh cũng dơ lên đi ra ngoài, đưa đến bệnh viện cứu chữa. Lý Đông Trạch không trì hoãn nữa, nói, Nguyên Thủy, người theo ta nhóm hồi một chuyến, nhìn một cái âu hướng vinh trí nhớ không, không thể để cho hắn tới. Đường Quốc cường lắc đầu, Âu Hướng Vinh bị tà ác lực lượng ô nhiễm, chúng ta không xác định hắn linh thể có phải hay không cũng đã gặp phải ô nhiễm. Mặt khác, cổ hoặc yêu khác máu tàn bạo, linh thể phụ năng lượng mãnh liệt, đây không phải hắn có thể thừa nhận. Viên đình buổi chiều sẽ phản hồi tùng hải, giao cho hắn là được. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới trong bệnh viện thôn phệ linh thể tao ngộ, lập tức một hồi kiên kỵ có thể nghĩ lại lại muốn hắn đánh chết âu hướng vinh trải qua nếu như bị mặt khác thần dạ du xem đến đỏ vũ dày liền giấu không được đương nhiên cũng không phải nói một khi bại lộ liền nhất định sẽ đưa tới tranh đoạt cùng ngấp nghé có thể nên điều thấp làm việc khiêm tốn vẫn là muốn điều thấp làm việc khiêm tốn đây không phải vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp thay hắn hóa giải lý đông trạch vẫy vẫy tay thái độ cường thế nói âu hướng vinh trí nhớ rất trọng yếu càng sớm hỏi linh càng tốt. Chúng ta vô pháp phán đoán bị ô nhiễm linh thể, còn có thể giữ lại nhiều ít trí nhớ. Đường quốc cường nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Hắn vẫn như cũ không đồng ý lý đông trạch cách làm, nhưng người là bọn hắn nhị đội giết, có quyền xử trí. Lúc này, mặt sườn xám Mỹ phu nhân tiến lên đây, ân cần hỏi han, có bị thương hay không? Cần trị liệu sao? Giọng điệu ôn nhu, thái độ nóng bỏng, giống như Trương Nguyên Thanh là nàng tâm phúc tự như. Lý Đông Trạch cười giới thiệu nói, vị này chính là Bách Hoa Hội Thanh đằng đội trưởng, am hiểu trị liệu, ở ngũ hành liên minh bên trong, một yêu nhóm cũng bị xưng là hồi phục thuật sĩ, người có cái gì tổn thương cho dù cùng nàng nói. Hồi phục thuật sĩ Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ các ngươi cái này hồi phục thuật sĩ chính đáng hay không trải qua a à, có thể hay không bắt buộc người khác bắt lấy tương lai lý đông trạch đón lấy giới thiệu cường tráng tráng hán cùng thợ mỏ cái mũ xích hỏa ban đại cơ bá trung định đường quốc cường hai vị đội trưởng đều là kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả quả nhiên là xích hỏa ban đấy trương nguyên thanh liền nói ngay hai vị đội trưởng tốt mời chiếu cố nhiều hơn đại cơ bá thỏa mãn gật đầu có muốn hay không thêm cái hảo hữu cái này có thể thanh đằng cùng bạch long gật đầu đồng ý Đường quốc cường lời nói không nhiều lắm, nhưng dẫn đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Lý Đông Trạch khóe miệng co lại. Chờ Trương Nguyên Thanh cùng mấy vị đội trưởng bỏ thêm hảo hữu, Lý Đông Trạch nói, chúng ta trước tiên đem thi thể đưa trở về, đội viên khác lưu lại, phối hợp trị an thành viên thanh lý hiện trường. Nguyên Thủy Ngươi ngồi quan nhã xe biên lai like nhận vị, viết một phần trên báo cáo tới. Một lát sau, Quan phương linh cảnh hành giả mở ra một cổ xe thương vụ cùng làm sắc xe thể thao lái vào địa hạ đổ xe kho. Thập trưởng, ta có thể ngồi ngươi xe thương vụ sao? Trương Nguyên Thanh có chuyện tưởng một mình cùng Lý Đông Trạch nói, ví dụ như làm hắn xóa bỏ theo dõi nội dung. Không được, ngươi bây giờ quá, không đủ ưu nhã. Lý Đông Trạch lắc đầu cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía mấy vị đội trưởng, một chỗ trở về đi. Trương Nguyên Thanh há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem Lý Đông Trạch cùng đám đội trưởng cưỡi xe thương vụ rời đi. Quan Nhã sóng mắt lưu chuyển, liếc nhìn hắn một cái, cười nói, thập trưởng đem vướng bận người đều mang đi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xóa theo dõi. Trương Nguyên Thanh mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Làm sắc xe thể thao chạy như bay ở rộng rãi đường đi, Quan Nhã đeo kính râm, nắm tay lái, trong miệng hừ phát cười nhỏ, tâm tình tự hồ không sai. Nàng chật chật nói, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt vừa trở thành linh cảnh hành giả phải có được một kiện quy tắc loại đạo cụ nàng cảm giác mình vận khí cũng không tệ vừa thiếu công huân sẽ tới công huân có phải hay không các người sớm biết trương nguyên thanh không chút nào xấu hổ ngược lại đưa lên mông ngựa trinh sát không hổ là hoàng mỹ nhất chức nghiệp làm vì am hiểu xã giao người hắn có thể rất tốt điều chỉnh tâm tình của mình trước đó chỉ là suy đoán nhớ lầm thấy rõ là trinh sát thiên phú. Quan Nhã cười nói, ngươi có thể nghe hiểu ám hiệu của ta, giấu giếm quy tắc loại đạo cụ, nói rõ còn không tính toán đần. Trương Nguyên Thanh lập tức nói bóng nói gió, tổ chức sẽ không để cho ta nộp lên đạo cụ A, à, sẽ không bắt buộc, nhưng nếu như ngươi tự nguyện nộp lên, tổ chức cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, ban thưởng ngươi công huân cùng tiền. Chẳng qua nhân tâm là phức tạp. Ngươi một cái tay mơ tay cầm quy tắc loại đạo cụ, truyền đi, nhất định sẽ đưa tới một số người bí quá hóa liều. Quan Nhã Ân cần dạy bảo, thập trưởng có thể thay người giấu giếm nhất thời, lừa không được một đời, người có thể cân nhắc cho mình tìm một chỗ dựa, ví dụ như thượng cấp thượng cấp. Vì kia bách phu trưởng có thể tráo ta. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, ngươi như thế nào cam đoan thượng cấp thượng cấp cũng sẽ không thấy bảo mắt mở. Tên kia xuất thân hào phú, từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thì lớn lên, tầm cao khí ngạo, mặt khác chấp sự ta không biết nhưng hắn nhân phẩm ta còn là có thể bảo chứng quan nhã cười nói hơn nửa tên kia luôn tự xưng là lấy đức thu phục người trên thực tế ưa thích vung đồng là chó đại hộ một kiện quy tắc loại đạo cụ không đến mức dao động niềm kiêu ngạo của hắn bất quá hắn tầm mắt rất cao người bình thường chướng mắt ưa thích tinh anh nhân tài trương nguyên thanh từ một tiếng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt lượt qua cái đề tài này quan nhã hừ hừ hai tiếng ngươi hôm nay đại xuất danh tiếng về sau sự tích truyền ra ngũ hành liên minh bên trong nhất định sẽ có người ngoài sáng ngầm đào ngươi phải cẩn thận mỹ nhân kế trước kia từng có sắc dụ ví dụ kia hai nữ đội trưởng liền đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú trương nguyên thanh lời nói chính đáng nói ta đối nhị đội trung thành và tận tâm tuyệt sẽ không trúng mỹ nhân kế trừ phi nhịn không được trong lòng của hắn bổ sung một câu có thể ngươi là chồng sao bò cạp. Quan nhã biểu môi. À, cái đó và chồng sao bò cạp có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt. Có hay không nghe qua một câu chồng sao ngạn ngữ, song ngư nam chó không nói chuyện, thiên yết, bò cạp, nam chó cũng thượng. Màu đen xe thương vụ bên trong, Lý Đông Trạch tự mình lái xe. Hắn mắt nhìn phía trước, vẻ mặt tươi cười nói, ai nha ai nha, không nghĩ qua là sẽ đem đại gia việc làm xong ta đây cái đội viên không mà nói thật có lỗi a à các vị không có cho các ngươi mò được công lao ngươi đắc ý cái gì nhiệt tình bốn vị đội trưởng sắc mặt tối sầm chờ tiền thưởng xuống tới ta mời đại gia ăn cơm lý đông trạch cười nói đại gia không muốn hâm mộ đều là trùng hợp tiểu tử này dưới sự trùng hợp qua cửa xà linh đường hầm dưới sự trùng hợp đánh chết âu hướng vinh không có gì lớn ngươi nói chuyện bộ dạng rất cần ăn đòn đại cơ bá ông ông nói muốn ưu nhã không muốn luôn như vậy táo bạo ta trước hướng phó bách phu trưởng báo cáo một chút hắn ở đám đội trưởng muốn đánh người trong ánh mắt lấy điện thoại cầm tay ra bấm phó bách phu trưởng dạy số âu hướng vinh sự kiện bên trong bởi vì bọn họ sai lầm phó bách phu trưởng gánh chịu không nhỏ mạo hiểm bây giờ âu hướng vinh đã bị đánh chết làm vì cấp dưới hắn chờ được lúc báo cáo đi lên. Nguyên Thủy tiểu tử này, quá cho hắn tăng thể diện. Chương 32, chuyện lớn. Chương 32, đại sự kiện, vang lên tiếng chung rất lâu, đối diện mới chuyển được điện thoại, rõ ràng, nhưng giọng điệu lạnh lùng. Ta đang xem Âu Hướng Vinh tư liệu, phỏng đoán hành vi của hắn quỷ tích, cho ngươi 10 giây thời gian. Ở quan phương linh cảnh hành giả bên trong, từng cái tiểu đội là xử lý vụ án chủ lực, chấp sự với phía sau mạng trù tính chung, chỉ có gặp được khó giải quyết vụ án lúc mới có thể tự thân xuất mã. Bách phu trưởng rất có áp lực A. À? Lý Đông trạch hắn giọng một cái, dùng trầm thấp thanh âm nghiêm túc báo cáo, phó bách phu trưởng. Chúng ta đã đánh gục Âu Hướng Vinh. Cái này trả lời hiển nhiên ngoài dự kiến, điện thoại không có rồi âm thanh, trầm mặt mấy giây sau truyền đến phó thanh dương không hề thanh âm lạnh lùng ở nơi nào tìm được hắn lý đông trạch nói ở tùng hải đại học đánh gục hắn đang ý đồ ép hỏi tự doanh doanh chén thánh cùng danh sách hạ xuống nhưng tự doanh doanh cũng không biết rõ tình hình nàng chỉ là phổ thông học sinh nữ ngài phán đoán không sai âu hướng vinh xác thực đã tinh thần thất thường phó thanh dương ca ngợi nói không sai lý đông trạch ngươi lần này rất nhạy bén các ngươi thành công bóp chết một kiện đại quy mô đổ máu sự kiện. Ta sẽ thay các ngươi hướng trưởng lão đoàn xin công. Có người hay không thương vong? Không có, Lý Đông trạch dừng lại một chút, "Phó Bách Phu trưởng, người không phải chúng ta giết. Không phải là các ngươi giết." Phó Thanh Dương trong giọng nói xen lẫn nghi hoặc, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, chợt nói, "Thiếu chút nữa đã quên rồi, Tùng Hải trong đại học có một vị thủy thần cung trưởng lão, là vị kia xuất thủ." xem ra ta phải tìm thời gian đến nhà bái phỏng, cảm tạ một chút. Có một vị trưởng lão ở Tùng Hải Đại học. Lý Đông Trạch sắc mặt ngạc nhiên, chợt ý thức được Phó Bách Phu Trưởng đã hiểu lầm. Giải thích nói, đánh gục Âu Hướng Vinh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta mới mời chào cái vị kia thần dạ du. Một cấp thần dạ du giết ba cấp cổ hoặc yêu. Trong điện thoại đầu Bách Phu Trưởng lại lần nữa trầm mặt, mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương nói, đã biết, làm hắn viết một phần báo cáo đưa trước tới. Dừng một chút, hắn trong giọng nói mang theo nụ cười, làm không tệ. Chấm dứt trò chuyện, Lý Đông trạch mặt mày hớn hở tiếp tục ngược bàn, không tự giác tăng thêm chân ga dẫm đạp. Bạch Long mở ra điện thoại, đem bên cạnh mấy cái đội trưởng kéo cái sắp chết nơi tập trung, nhìn Lý Đông trạch đắc ý. Râu ria đều nhanh bay đến lông mi lên. Thanh đằng, bọn hắn đội lập công lớn, ta phải có như vậy một cái cấp dưới, ta cũng đắc ý ở quan phương trong tổ chức bộ điều lệ chế độ bên trong, vì làm sâu sắc đội viên tập thể vinh dự cảm, một người lập công toàn bộ đội ngợi khen, đội viên khác cũng sẽ có tiền thưởng cùng tích hiệu quả. Đối với Lý Đông Trạch mời chào vị này thần dạ du, nếu như trước đó chỉ là đơn thuần hâm mộ, vậy bây giờ, mấy vị đội trưởng đã ghen ghét nghĩ muốn không nói võ đức. Khang Dương khu cục an ninh, phòng chứa thi thể. Lý Đông Trạch đóng lại phòng chứa thi thể cửa đem đám đội trưởng ngăn tại bên ngoài hắn nhìn bên cạnh trương nguyên thanh ánh mắt tĩnh mịch nói chuyện thần dạ du thôn phệ linh thể có thể tăng lên điểm kinh nghiệm exp tác dụng phụ là trường kỳ dĩ vãng tinh thần sẽ phải chịu ô nhiễm nếu như ngươi đã thử qua lấy loại phương thức này tăng thực lực lên vậy hẳn là minh bạch ý của ta trương nguyên thanh gật đầu kia nể có nếm thử lợi dụng món đó đạo cụ tinh lọc tạp niệm sao lý đông trạch đề điểm nói đây chính là hắn phương pháp thấy trương nguyên thanh nhíu mày trầm tư lý đông trạch lập tức nở nụ cười xem ra món đó đạo cụ đại giới không nhỏ đúng vậy a à, dùng nhiều dễ dàng thiếu máu khí huyết hay thiệt thòi trương nguyên thanh mãnh liệt nhớ tới một cái chi tiết hắn từng tại sơn thần nương nương trong miệng phát hiện một quả linh thể kết tinh hiện tại xem ra kia mai kết tinh cực có thể là chết ở sơn thần miếu linh cảnh hành giả hồn phách ngưng tụ mà thành cho nên tin tức giới thiệu bên trong mới có thể nói, đây là thần dạ du tốt nhất thuốc bổ. Linh thể kết tinh tạp chất chắc hẳn chính là tinh thần ô nhiễm, nhưng bị nương nương cho tinh lọc, dùng cái này phỏng đoán, phục ma sử tất nhiên cũng có thể tinh lọc tinh thần ô nhiễm. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ra một vật phẩm, lấy ra đồng thau chế tạo, điều khắc đẹp để hoa văn cùng chú văn phục ma sử. Hắn nói đơn giản một chút đạo cụ công hiệu cùng đại giới, nói, nếu như ta lúc sau phát cuồng, ngươi hay dùng nó gai ta một chút, ừ, gai đùi. Tốt. Lý Đông Trạch tiếp nhận đạo cụ. Trương Nguyên Thanh đi đến Âu Hướng Vinh thi thể biên, bàn tay chống đỡ ở đối phương lòng ngực, hít sâu một hơi, đáy mắt tuôn ra sền sệt đen kịt năng lượng, tỉnh lại trong thi thể còn sót lại linh thể. Mi tâm một hồi trướng đau, ý thức chợt bành trướng, có cái gì không thuộc về mình đồ vật cường thế dũng mãnh vào đại não. Mông lung trung, trương nguyên thanh nhìn thấy chính mình nhìn thấy địa hạ đổ xe kho nhìn thấy quỷ dị đỏ vũ dày đây là vừa rồi phát sinh đổ xe kho bên trong chiến đấu trương nguyên thanh yên lặng chờ đợi chiến đấu chấm dứt cảnh tượng rất nhanh cải biến lần này là một gian u ám gian phòng âu hướng vinh trước mặt đứng đấy một cái mang mặt nạ nam nhân tay cầm một quả chế tác đẹp để thủy tinh chén trong chén chất lỏng màu đỏ tươi như máu làm vì một gã cổ hoặc yêu người ác rất thuần túy ngươi có được thật tốt tìm lực, uống xong chén thánh bên trong rượu, ngươi chính là ta nô bộc. Cách mỗi nửa tháng, ngươi muốn một lần nữa dùng để uống chén thánh bên trong rượu, nếu không thần tiên khó cứu. Nhớ kỹ tên của ta, quỷ nhãn phán quan. Giá rẻ phòng cho thuê bên trong, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nam nhân đứng ở trong phòng khách, lạnh lùng nói, quỷ nhãn phán quan đã chết, tâm phúc của hắn hắc vô thường, mang theo sa đọa chén thánh cùng danh sách lẫn trốn, ẩn thân ở tùng hải thành phố nếu như ngươi không muốn độc phát thân vong liền thay chúng ta tìm ra hắn a à, linh năng có thể hay không bạc đãi ngươi xuất hiện ở này biến hóa hắn nhìn thấy bầu trời màu lam nhìn thấy một đám ăn mặc đồng phục đệ tử đối diện chính mình quyền đấm cướp đá họa phong biến hóa quá mức đột ngột trương nguyên thanh có chút mờ mịt vài giây sau hắn mới ý thức tới hắn đang tại thừa nhận một hội vườn trường bá lăng đây là âu hướng vinh trí nhớ trước kia. Nghĩ không tới loại này giết người không chấp mắt ác đồ, thời còn học sinh còn có loại kinh nghiệm này. Không mang tiền. Âu hướng vinh, ngươi có phải hay không đem lão tử lời nói vào tai này ra tai kia? Ba mẹ không trả tiền, ngươi sẽ không đi trộm sao, phế vật. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, không đánh không nhớ lâu. Tới, điểm một điếu thuốc, bị phỏng mặt của hắn. Đều tránh ra, ta muốn nước tiểu trên người hắn đừng đánh ta đừng đánh ta trương nguyên thanh cảm nhận được âu hướng vinh nội tâm mãnh liệt sợ hãi sợ hãi co rút đứng lên bọn hắn cũng chỉ là mười mấy tuổi hài tử lại ác như vậy thuần túy cụ nát phòng làm việc bên trong đeo mắt kiến lão sư ánh mắt nghiêm khắc phê bình nói vì cái gì bị khi phụ sĩ nhục vĩnh viễn là ngươi mà không phải người khác có nghĩ tới hay không vấn đề của mình đâu muốn hảo hảo cùng các học sinh ở chung không muốn chuyện gì đều cáo lão sư lão sư cũng rất bận rộn trương nguyên thanh từ âu hướng vinh tâm tình bên trong cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ đồ vô dụng lại bị khi dễ bị đánh liền đánh về đi a à, cùng lão tử khóc cái gì ta làm sao sẽ sinh ra ngươi phế vật như vậy một người trung niên nam nhân chửi ầm lên nước bọt bay tứ tung lần này trương nguyên thanh từ âu hướng vinh tâm tình bên trong cảm nhận được tuyệt vọng. Rất nhiều mất trật tự, rách nát hình ảnh nhanh chóng hiện lên, lần lượt bá lăng, lần lượt ẩu đả. Đến cuối cùng, tâm tình của hắn càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng thô bạo. Đúng lúc này. Một đạo lừng lẫy thuần khiết kim quang phá vào thức hải, xua tán thô bạo cùng thống khổ, mang đến ấm áp. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên trợn mắt, nhìn thấy sáng ngời rực quang đèn cùng trắng loãng mặt tường, cũng nhìn thấy mặt mũi bầm dập, Âu phục mất trật tự lý Đông Trạch. Thập trưởng, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên thanh chấn động, hắn chợt sờ sờ mặt, phát hiện mình mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Không có việc gì. Lý Đông Trạch tiện tay đem nhúm máu phục ma sử vứt trên mặt đất, sửa sang lấy quần áo, phàn nàn nói, ta nên làm quan nhã tới, nàng chiến đấu so với ta mạnh hơn. Điểm này đều không ưu nhã. Chờ hắn sửa sang lại tốt ăn mặt, không thể chờ đợi được mà hỏi, thế nào lại phát hiện đầu mối gì à? Ngươi xem đứng lên trạng thái rất kém cỏi. Ta chỉ là có chút khổ sở. Kinh nghiệm của hắn giá trị lại tăng, nhưng lần này, Trương Nguyên Thanh không có vì vậy mà mừng rỡ. Lý Đông trạch lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, là vì Âu hướng vinh trí nhớ. Từ linh thể trí nhớ là không trọn vẹn, rách nát, chỉ biết nhớ kỹ một ít khó có thể tiêu tan trải qua. Nhiều năm như vậy, âu hướng vinh đối thời còn học sinh tao ngộ canh cánh trong lòng ảnh hưởng tới hắn cả đời mặc dù đối phương là cái đáng chết tội phạm nhưng trương nguyên thanh vẫn là cảm giác rất khó chịu lý đông trạch thở dài nói mặc dù không biết ngươi ở trong trí nhớ nhìn thấy gì nhưng ta có thể lý giải thái nhất môn thần dạ du ghét nhất thôn phệ tà ác chức nghiệp linh thể nguyên nhân ngay tại ở này nguyên thủy ngươi biết vì cái gì sẽ có tà ác chức nghiệp cái này khái niệm sao hắn không có vội vã hỏi thăm vụ án manh mối, mà mượn cơ hội này khai đạo hắn, dạy bảo hắn, nói, ở trận doanh đối kháng trung, chúng ta giết chết đếm rõ số lượng không kể xiết tà ác chức nghiệp. Tổng kết thái nhất môn thần dạ du hỏi linh số liệu sau, chúng ta quan sát đo đạt đến một cái hiện tượng, mỗi một vị tà ác chức nghiệp, đều là trong hiện thực ác đồ, tội phạm. Đổi mà nói, tà ác chức nghiệp linh cảnh hành giả, là tiên cảnh ở đặc biệt quần thể bên trong chọn lựa ra tới trương nguyên thanh sững sờ cho nên bọn hắn cũng không phải đã thành tà ác chức nghiệp mà biến thành người xấu bọn hắn nguyên bổn chính là người xấu có thể bọn họ hư cũng không hoàn toàn là trời sinh mà là nhân loại chính mình một tay sản xuất ra tới lý đông trạch thở dài một tiếng tiên cảnh sẽ không chủ động bồi dưỡng tà ác bất kỳ một cái nào tà ác chức nghiệp sinh ra đều là nhân loại bản thân nghiệp hỏa sự phát hiện này giống như rất tan cũng không đủ chính năng lượng nhưng cái này là chân thực thế giới. Ngươi minh bạch là tốt rồi, không muốn trắng trợn tuyên truyền. Trương Nguyên Thanh im lặng gật đầu. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một điểm, ngươi đã giết chết Âu Hướng Vinh, nên thu hoạch danh vọng. A, Lý Đông Trạch nói, linh cảnh hành giả chi gian lẫn nhau săn giết là không giữ trừ đạo đức trị số, nhưng nếu như ngươi có được danh vọng, tựu sẽ khiến cùng trận doanh linh cảnh hành giả kiên kỵ. Nếu ngươi có được 10 điểm danh vọng giết ngươi cùng trận doanh linh cảnh hành giả sẽ khấu trừ hai mươi điểm đạo đức trị số. A, à, thủ tự hiền lành lương là có khác nhau. Nói xong này đó, Lý Đông trạch vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt rồi, nói chuyện tránh sự a, à, không muốn lãng phí thời gian. Thủ tự chức nghiệp bên trong có thiện lương, cũng có hỗn loạn cùng có trung lập. Khi tà ác chức nghiệp bên trong có thể hay không có sửa chữa đấy. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói thập trưởng, ta giống như ở Âu Hướng Vinh trong trí nhớ thấy được một đại sự. Đại sự? Lý Đông Trạch cười cười, hắn một cái ba cấp cổ hoặc yêu. Lớn hơn nữa sự có thể lớn đến đi đâu, ta công tác nhiều năm như vậy, cái đại sự gì chưa thấy qua, nói đi. Hắn cũng không phải tự đại, chỉ là ở Lý Đông Trạch xem ra, nguyên thủy kinh nghiệm nông cạn, đối đại sự định nghĩa chưa hẳn chuẩn xác. Là như vậy. Trương Nguyên Thanh đem đọc đến trí nhớ rủ rỉ nói tới. Mấy phút sau, Lý Đông Trạch chạy như điên lao ra nhà xác, hướng về phía bên ngoài đám đội trưởng rít gào nói, xảy ra chuyện lớn. Chương 33, Sa đọa chén thánh Chương 33, Sa đọa chén thánh biệt thự lầu 2, loại nhỏ phòng hợp. Mặt trời lặng tây nghiêng, Quyết hồng tà dương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, phóng ở phòng họp mặt đất, màu trắng lông dê thảm nhiễm lên ống ánh đỏ. Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Bạch Long, Đường Quốc Cường, đại cơ bá mấy vị đội trưởng cấp nhân vật, thẳng tắp lưng eo ngồi ở bàn hội nghị biên, khang dương khu linh cảnh hành giả đội trưởng cấp nhân vật, có thể tràn, cơ hồ đều tới rồi. Ngoại trường ngũ hành liên minh đám đội trưởng, mới từ Kinh Thành trở về Viên Đình, cũng xuất tịch lần này hội nghị. Thân là trinh sát Lý Đông Trạch, nhạy bén phát giác được viên đình trạng thái tinh thần không tốt cau mày nói ngươi là bị thương sao sắc mặt tái nhật viên đình suy yếu dựa nằm ở thành ghế nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy mở mắt ra thần sắc trầm ổn nói không có chỉ là lần này vào kinh tôn trưởng lão đối với ta cực kỳ trọng thị cho là ta tương lai là thái nhất môn trụ cột vững vàng nhất định muốn tự mình huấn luyện ta huấn luyện quá độ cho nên trạng thái không tốt mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể phó thanh dương nhìn hắn một cái không phát biểu đánh giá nghiêm mặt nói nói chính sự nguyên thủy ở âu hướng vinh trong trí nhớ nhìn thấy gì cho ngươi vội vã chạy tới mấy vị đội trưởng lập tức hướng lý đông trạch ném đi ngưng trọng ánh mắt này gia hỏa ra nhà xác không nói lời gì liền triệu tập đoàn người chạy đến bách phu trưởng nơi này nói có sự kiện trọng đại hỏi hắn chuyện gì cũng không nói làm cho người ta lo nghĩ nóng vội Lý Đông Trạch ho khan một tiếng, nhìn quanh bên cạnh bàn mọi người, chúng ta thần dạ du từ Âu Hướng Vinh trong trí nhớ, lý giải đến chén thánh đến tột cùng là vật gì, nó là quỷ nhãn phán quan một kiện đạo cụ, tên đầy đủ gọi sa đọa chén thánh. Quỷ nhãn phán quan Sa đọa chén thánh Bàn hội nghị hai bên đám đội trưởng, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc ngưng trọng cùng mờ mịt đều có. Quỷ nhãn phán quan là linh năng hội, đồng khu phân hội phó hội trưởng linh năng hội, linh cảnh hành giả trung danh tiếng xấu rõ ràng tà ác tổ chức, từ một nơi tập trung mạnh mẽ mà điên cuồng vu cổ sư tạo thành, mà quỷ nhãn phán quan vị này đông khu phân hội phó hội trưởng, ở ngũ hành liên minh treo thưởng trong bản xếp hàng thứ 8, là cái loại này di sơn đảo hải cường giả. Không nghĩ tới âu hướng vinh bản án, lại liên lụy đến loại này cấp độ nhân vật. Về phần mờ mịt, thì là bởi vì bọn họ chưa nghe nói qua sa đọa chén thánh cái này đạo cụ. Âu Hướng Vinh đang tìm Quỷ Nhãn Phán Quan đạo cụ. Đại cơ bá nhíu mày, có chuyện nói thẳng, tiểu tử kia đầu óc quả nhiên đã không bình thường a, à, chính là siêu phàm cảnh cổ hoặc yêu, dám ngấp nghé đẳng cấp cao linh cảnh hành giả đạo cụ. Mọi người coi thường đại cơ bá lời nói, nhao nhao nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương đã trầm mặt vài giây, trong giọng nói hiếm thấy ngưng trọng, kế tiếp, ta sẽ đối với các ngươi công khai thứ nhất tin tức vốn lấy cấp bậc của các ngươi còn không có tư cách giải cái này cấp độ tin tức. Cho nên ra cái cửa này, đều cho ta nát ở trong bụng. Nghe vậy, mọi người nhìn không được thẳng tắp cái eo, bày chính thần sắc. Sa đọa chén thánh là vu cổ sư chức nghiệp quy tắc loại đạo cụ, cấp độ cực cao, tác dụng của nó là khống chế linh cảnh hành giả. Quỷ nhãn phán quan lợi dụng cái này đạo cụ, nô dịch rất nhiều những nghề nghiệp khác linh cảnh hành giả chúng ta hàng năm xử lý, đọa lạc giả, trung, có thật lớn một bộ phận chính là quỷ nhãn phán quan chế tạo ra. Căn cứ tin tức biểu hiện, một khi bị sa đọa chén thánh ô nhiễm, cuối cùng cả đời đều bị quỷ nhãn phán quan nô dịch. Chỉ có tử vong tài năng thoát khỏi, không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác, bị ô nhiễm người thường cách một đoạn thời gian, muốn tiếp nhận một lần chén thánh tẩy lễ, nếu không sẽ tâm trí phát cuồng mà chết. Lý Đông Trạch từ một tiếng, nói tiếp, âu hướng vinh chính là quỷ nhãn phán quan nô bộc nói như vậy sự tình đã nói được đã thông đám đội trưởng thể hồ quán đỉnh bạch long đầu tiên là gật đầu chợt nhíu mày cái đó và bị hắn giết chết triệu anh quân có quan hệ gì hơn nữa điều này cũng không tính lớn sự kiện a triệu anh quân cũng là quỷ nhãn phán quan nô bộc hắn tìm phục tại ngũ hành liên minh biểu hiện ra là cục an ninh cố vấn âm thầm lén lút giúp đỡ quỷ nhãn phán quan xem xét nhân vật mới vẽ đường cho hưu chạy. Lý Đông Trạch dừng lại một chút, lấy vô cùng nghiêm túc giọng điệu, nói chuyện, không lâu, quỷ nhãn phán quan đột nhiên vẫn lạc, kia tâm phúc hắc vô thường mang theo chén thánh, còn có ghi nhận đọa lạc giả thân phận tin tức danh sách đã ẩn tàng đứng lên. Hiện tại, không chỉ là Âu Hướng Vinh như vậy đọa lạc giả, Linh Năng Hội Đông Khu Phân Hội một vị khác phó hội trưởng cổ vương, cực kỳ cấp dưới thế lực, đều tại tìm kiếm hắc vô thường. Hắc vô thường đạt được danh sách sau, nhất định sẽ liên lạc này đó đọa lạc giả, tiếp thu quỷ nhãn phán quan di sản, mà triệu anh quân nằm vùng thân phận rất trọng yếu, vô cùng có khả năng đã cùng hát vô thường bắt được liên lạc, vì vậy Âu Hướng Vinh muốn thông qua triệu anh quân nơi đây, tra ra hát vô thường hạ xuống. Cái này, mọi người đầu óc trống rỗng. Quỷ nhãn phán quan là cao đẳng cấp linh cảnh hành giả, lớn như vậy nhân vật, vậy mà đã chết. Cái này tức thì tin tức trùng kích tính quá lớn, liền là tỉnh táo nhất Phó Thanh Dương, thần sắc cũng ngốc trệ một chút. Làm cho người ta hít thở không thông trong trầm mặt. Phó Thanh Dương gõ cái bàn, ngừng lông mày nói, quỷ nhãn phán quan danh sách bên trong, có đại lượng đọa lạc giả, hát vô thường mang theo danh sách cùng chén thánh núp vào, hắn không có khả năng tiếp thu tất cả, nô bộc như Âu Hướng Vinh như vậy tinh thần thất thường cuồng đồ cũng không phải cái lệ. Lý Đông Trạch cười khổ một tiếng, cho nên nói, là đại sự kiện. Chúng đội trưởng tâm tình trầm trọng. Phó Thanh Dương nói, Hắc vô thường liền trốn ở Tùng Hải, kế tiếp Tùng Hải sẽ không bình tĩnh, ta sẽ hãy mau đem tin tức báo cáo cho trưởng lão hội, để cho bọn họ thông tri cho các nơi đồng liêu. Phòng bị đòa lạc giả mất khống chế. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ tất cả mọi người ngày nghỉ, 24 giờ không cho phép tắt máy, tùy thời chờ lệnh. Chúng đội trưởng tâm tình trầm trọng gật đầu. Phó Thanh Dương trầm mặt, nói, sự kiện lần này, ta phải phê bình luận các ngươi tất cả mọi người, chậm trễ, thư giãn, khuyết thiếu lòng cảnh giác. Đón lấy, sắc mặt hắn chuyển nhu hòa, nói, Âu Hướng Vinh sự kiện bên trong, nguyên thủy thiên tôn lập công lớn, từ đánh gục Âu Hướng Vinh đến hỏi Linh, tra ra quỷ nhãn phán quan thân vẫn, tất cả đều là hắn ở làm việc. Một đám kinh nghiệm phong phú lão nhân. Không bằng một cái tân thủ, thân là các ngươi thượng cấp, ta cảm thấy rất mất mặt. Lý Đông Trạch đám người mặt lộ vẻ hổ thẹn. A, à, cái gì? Giết chết Âu Hướng Vinh vị này cổ hoặc yêu chính là cái kia tân tấn thần già dạ du. Viên Đình sững sờ, hắn trái xem phải xem, nhìn không được giơ tay lên. Phó Bách Phu trưởng, người nói là Lý Thập trưởng cái vị kia một cấp thần già dạ du đánh chết Âu Hướng Vinh. Lý Đông Trạch lặng yên nhô lên lồng ngực, ngóc lên cái cầm. Đại cơ Bá cảm khái nói, tiểu tử kia chiến đấu thiên phú rất mạnh tương lai thành tựu không thể hạn lượng, không chuẩn có thể lên tới thánh giả cảnh. Trở thành chấp sự cấp nhân vật. Mấy vị đội trưởng khẽ vuốt càm, đồng ý lối nói của hắn. Thanh đằng đội trưởng giải thích nói, hắn trước hết nhất phát hiện Âu Hướng Vinh tung tích, cũng quyết đoán xuất kích, ở chúng ta đuổi đi qua lúc, đã đã xong chiến đấu. Mặc dù Âu Hướng Vinh đã bị thương, mà lại thần trí hơn phân nửa thác loạn, muốn giết hắn vẫn như cũ rất không dễ dàng. Cái này, đây là cái gì dạng thiên tài? Viên đình ngay người vài giây, chợt đau lòng khó có thể hô hấp. Tôn trưởng lão hồ đồ A. Phó Thanh Dương không để cho chủ đề tiếp tục, thẳng nhiên nói, tan họp A, Lý Đông trạch mấy cái nhau nhau đứng dậy rời ghế. Viên đình lại không đi, chờ đám đội trưởng rời khỏi phòng họp. Hắn đè xuống cùng cùng tiết hận cùng ảo não, mở miệng nói, Phó Bách Phu Trưởng, có chuyện cần ngài hỗ trợ. Phó Thanh Dương nhìn xem hắn. Viên Đình giải thích nói, lần này môn chủ triệu tập chúng ta vào kinh, tuyên bố một kiện cơ mật tin tức. Ma quân đã chết. Phó Thanh Dương ngây ngẩn cả người, đón lấy, kia trương kiểu tượng điêu khắc khuôn mặt anh Tuấn, che kín vẻ khiếp sợ, cho dù là quỷ nhãn phán quan chết, cũng không thể làm hắn xuất hiện như thế kịch liệt tâm tình chấn động. Ma quân, một cái làm tất cả quan phương linh cảnh hành giả nghe tin đã sợ mất mật, hắn là một gã sa đọa thần già dạ du. Tính tình quai lệ, tàn bạo, khác máu thành tánh, mà bởi vì tinh thông ám sát, ẩn nấp, chết ở trong tay hắn linh cảnh hành giả nhiều vô số kể. Mà quân nhất cùng vọng thời kỳ, quan phương tổ chức các trưởng lão đều muốn nơm nớp lo sợ, điệu thấp, làm việc khiêm tốn, làm người không dám ở trong hiện thực bại lộ chính mình mà ta ác tổ chức đồng dạng ghét cây ghét đắng người này bởi vì ma quân giết người không cố kỵ chính đạo tà đạo một qua hầm cách thủy thẳng đến năm trước đầu năm hắn ở đẳng cấp cao đối kháng tiên cảnh bên trong tao ngộ bạch hổ binh chúng nữ nguyên soái bị vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ tử trọng thương lúc này mới mai danh ẩn tích sau đó phó thanh dương khôi phục lạnh lùng môn chủ cho chúng ta một cái nhiệm vụ tìm kiếm ma quân truyền nhân từ hai tháng trước bắt đầu đến cuối năm nay tất cả trở thành thần dạ du nhân vật mới đều là chúng ta tra lọc đối tượng viên đình nói phó thanh dương nhíu nhíu mày dù cho may mắn vận nhi đạt được ma quân thể nhân vật cùng ma quân cũng không có cái gì quan hệ các ngươi môn chủ vì sao phải tìm được hắn đừng nói cho ta là tích tài linh cảnh hành giả sau khi chết tiên cảnh sẽ trống rỗng nên nhân vật tất cả số liệu sau đó vì thể nhân vật xem xét chủ nhân mới đẳng cấp cao linh cảnh hành giả vẫn lạc thể nhân vật cách thức hóa khi sẽ lưu lại một ít đồ vật có lẽ là nào đó phúc lợi có lẽ là cái nào đó quyền hạn loại nhân vật này tạp trời sinh mạnh hơn so với phổ thông thể nhân vật nhưng ở phó thanh dương xem ra điểm ấy đặc thù còn không đến mức làm thái nhất môn chủ như thế đại động can qua muốn biết rõ coi như là ma quân bản thân đẳng cấp cũng muốn thấp hơn vị kia đương thời mạnh nhất thần dạ du viên đình lắc đầu ta nơi nào biết rõ nghe lệnh làm việc mà thôi tùng hải năm nay tấn thăng làm thần dạ du tân thủ chỉ có bốn người một người đã chết tại tiên cảnh hai người gia nhập thái nhất môn đưa đến tập huấn doanh đi cuối cùng một vị chính là lý đông trạch thuộc hạ kiên người ta nghĩ đối với hắn làm một lần câu hỏi phó thanh dương dừng ở viên đình màu nâu đậm con ngươi lợi hại mà thâm thúy viên đình kiên trì nhìn thẳng hắn có thể nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều muốn nói cho ta biết trước, không cho phép một mình mang đến kinh thành. Trước bàn làm việc, trương nguyên thanh bật máy tính lên, trầm ngâm hồi lâu, hô, Hồ, quan nhã tỷ, báo cáo làm như thế nào viết? quan nhã cúi đầu xoát kịch, qua loa đáp lại, không phải đem khuôn mẫu phát ngươi rồi sao, chiếu vào viết. không phải cách thức vấn đề, là nội dung, trương nguyên thanh mặt mày ủ rũ hắn hiện tại muốn viết một phần đánh chết âu hướng vinh báo cáo làm hắn khó khăn chính là nếu như ẩn đi đỏ vũ dày tồn tại hắn rất khó tự bào chữa miêu tả đánh chết âu hướng vinh quá trình dù sao đây không phải một hai câu có thể qua loa đi qua ai nhà ngươi phiền đã chết quan nhã nhẹ nhàng chuyển động ghế làm việc hồi quá thân lai sẵn giọng ngươi tưởng viết như thế nào trương nguyên thanh trầm ngâm một chút Ta nghĩ hợp lý xong ra bản thân dựa vào vương bá chi khí chấn nhiếp Âu Hướng Vinh. Lại bằng vào siêu tuyệt thân thủ cùng cơ trí ý nghĩ, cùng cổ hoặc yêu đại chiến 300 hiệp, cuối cùng chém giết cái này thiếu chút nữa ở Tùng Hải nhất lên gió tanh mưa máu ma đầu. Con lai ngự tỷ liếc mắt, cùng hắn hợp lý xong ra này đó không tồn tại đồ vật, vì cái gì không hợp lý giảm xuống Âu Hướng Vinh chỉ số thông minh. Người ở trong gara biểu hiện cũng rất có nhanh trí, vì cái gì hiện tại liền phạm ngu xuẩn. À đối âu hướng vinh tinh thần đã không bình thường hơn nữa bị trọng thương về phần đến trình độ nào ngoại nhân cũng không biết rõ tình hình ta có thể tùy ý miêu tả dù sao hắn cũng không có khả năng yết hồng quan tài dựng lên biện giải cho mình trương nguyên thanh nhãn tình sáng lên đã minh bạch cảm ơn quan nhã tỷ hắn lúc này bắt đầu đánh bàn phím miêu tả âu hướng vinh điên cuồng cùng không lý trí đồng thời đối xử lý như thế nào khác máu lưỡi dao đã có quyết định phục ma sử công năng càng thiên hướng tinh lọc, trấn ma, mà không phải là cận chiến chém giết, khác máu lưỡi dao không thể nghi ngờ đền bù phương diện này nhược điểm. Tự mang đổ máu, phá giáp hiệu quả, cùng thần dạ du thích khách thuộc tính có thể nói tuyệt phối. Duy nhất cần suy tính chính là thiếu máu. Chờ ta điểm kinh nghiệm EXP đi lên, năng lực tăng lên, thần dạ du mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng tự lành lực, nên có thể đồng thời chèo chống hai kiện đạo cụ sử diệt yêu ma, nhận chém cung đồ, ngẫm lại vẫn là rất không tệ Trương Nguyên Thanh viết xong báo cáo, gửi đi đến Lý Đông Trạch hòm thư sau, hỏi, ta qua cửa xà linh đường hầm ban thưởng, cùng với lần này ban thưởng, lúc nào có thể xuống tới. Chiến công của ngươi cần trưởng lão hội phê duyệt, tài chính điều động cũng giống như thế, đại khái sẽ cùng tháng sau tiền lương một chỗ cấp cho. Quan Nhã cười mỉm nói, như thế nào? Vội vã mời tỷ tỷ ăn cơm. Ừ, ta muốn ăn bào ngư, hải sâm, thịt việt nướng, nhập khẩu chân giò hung khói, đặt cấp bỏ biết tết. Không, quá mắc, ta chỉ có thể mời ngươi ăn bánh tráng trái cây, thêm một cây nhan tràn hai cái trứng trương nguyên thanh trong lòng tự nhủ. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ rưỡi xế chiều, liền ý định về nhà. Thập trưởng cùng những đội trưởng khác đi đâu? Trước khi đi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Biết được Âu Hướng Vinh trí nhớ sau, Lý Đông Trạch rất không ưu nhã mang theo đám đội trưởng vội vàng rời đi, không có để lại bất luận cái gì bàn giao. Học. Quan Nhã bưng lấy điện thoại. Tựa ở thành ghế, rất ra kinh người sự nghiệp tuyến, cười nói, Khang Dương khu linh cảnh hành giả cỡ lớn hội nghị, tầng giữa lần hội nghị, bình thường đều là ở phó bách phu trưởng chỗ đó tổ chức, chờ ngươi vào chức vượt qua nửa năm, tư lịch đã khuya, có thể đi vào trong đó vui đùa một chút. Cái này có cái gì tốt chơi, ta ghét nhất hợp. Trương Nguyên Thanh cũng không có hứng thú quan nhã nháy mắt, lộ ra lão tư cơ dáng tươi cười, chỗ đó có rất nhiều xinh đẹp thỏ nữ lan. Trương Nguyên Thanh vẽ mặt hướng về, thật muốn sớm chút tham dự đến tổ chức hội nghị bên trong, vì tổ chức kiến thiết góp một viên gạch. Chương 34, ngoài ý liệu khách nhân. Chương 34, ngoài ý liệu khách nhân rời đi phòng họp, viên đình thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy áp lực chật nhẹ. Phó gia vị thiếu gia này, bất kể là bản thân đẳng cấp, vẫn là hiển hách gia thế, đều bị hy vọng của mọi người bụi không kịp, đối mặt hắn lúc, thường thường sẽ có đối mặt thượng vị người áp lực, mà không phải đem hắn trở thành một cái phú nhị đại. Viên đình ánh mắt đảo qua hai gã thỏ nữ lang từ bên người đi qua, như hoa tuổi 20, trước sau lội lõm, khuôn mặt mỹ lệ, trong biệt thự có bảy tám vị thỏ nữ lang, mỗi một vị đều là mỹ nhân. Mặc dù bên người mỹ nữ thành đàn, nhưng viên đình biết rõ, vị này xuất thân hào phú công tử ca không gần nữ sắc. Cùng vừa bắt đầu so sánh với, trong biệt thự thỏ nữ lang đã thay đổi hai ba, những cái kia bị thông báo tuyển dụng tiếng vào các cô gái, tự cho là có bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội, kìm nén không được bạo động tâm, ý đồ thông đồng phó gia thiếu chủ. Toàn bộ đều bị khích lệ lui. Hiện tại ở lại trong biệt thự nữ hài đều thành thật, ngoan ngoãn làm việc, sẽ không có nửa không thực tế ý niệm trong đầu. Trong biệt thự thỏ nữ lang giống như là một loại hiển lộ rõ ràng thân phận phối trí. Hoặc là phó thanh dương tư nhân ham mê. Rời đi biệt thự, chui vào chính mình xe riêng, viên đình trở về chỗ hôm nay hội nghị nội dung, hắn trước tiên đem quỷ nhãn phán quan thân vẫn chờ trọng yếu tin tức hồi báo cho Thái Nhất Môn. Đem chính sự làm xong, hắn phát cái tin tức cho hảo hữu giảng ký, tùng hải xảy ra chuyện lớn, quỷ nhãn phán quan tử vong, kia tâm phúc hắc vô thường mang theo chén thánh cùng danh sách ẩn nút. Giảng ký, ta sợ nói không ra lời, quỷ nhãn phán quan cứ như vậy không hiểu nổi đã chết. Cái này rất giống một giấc tỉnh dậy, cái nào đó quốc gia xóa tên. Hai người lẫn nhau cảm khái một phen. Đón lấy đau đầu danh sách bên trong ghi nhận đọa lạc giả nếu là tập thể thời không nên như thế nào chờ một chút. Giảng ký, còn có cái gì? Có a à, cái kia qua cửa xà linh đường hầm thần dạ du, vừa mới làm thịt ba cấp cổ hoặc yêu cái này không thể nói truyền đi tôn trưởng lão sẽ làm thịt ta viên đình vẽ mặt nhăn nhó một chút khóa vào tin tức còn có một kiện tin tức ngươi nghe một chút là tốt rồi không muốn truyền đi tôn trưởng lão hồ đồ a hắn không muốn cái kia thần dạ du tùng hải cái nào đó âm u trong phòng ngủ đèn chưa mở duy nhất nguồn sáng là trên bàn ba cây ngọn nến chúng có hình tam giác để đặt trung gian là một phương sơn hồng hộc, hộp mặt thì là một cái bộ dáng cổ quái côn trùng phù điêu. Đeo mặt nạ màu bạc bóng người, ngồi quỳ ở bên cạnh bàn, dùng một cây tiểu đao vạch phá chỉ bụng, đỏ thẳm máu tươi thấm ra. Hắn đem nhúng máu đầu ngón tay lại gần côn trùng phù điêu trong miệng, côn trùng sống lại, tham lam mút vào huyết dịch, hộp gỗ nước sơn sắc trở nên màu đỏ tươi. Ô ô tiếng gió lóe sáng, ngọn nến nhiễm lên huyết sắc, màu đỏ tươi ngọn lửa cao cao lùng lên ở cái hộp gỗ hình vuông thành một đạo huyết sắc vòng xoáy chuyện gì màu đỏ pháo hoa trong nước xoáy truyền đến lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài đem mồi thả ra ngũ hành minh hội liều lĩnh tìm tòi hát vô thường chỉ là thuộc hạ không dám cam đoan hát vô thường sẽ vẫn luôn ẩn núp ở tùng hải uy nghiêm âm thanh chậm rãi nói chuyện ta xem bói đến hát vô thường ngay tại tùng hải hắn ẩn núp ở tùng hải tất có mục đích cụ thể nguyên nhân còn đãi nghiệm chứng. Ngài còn cần thuộc hạ làm cái gì? Âm thầm phối hợp ngũ hành liên minh tìm tòi hắc vô thường, có tin tức lập tức cho ta biết, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ ở tiên cảnh trung. Khả năng vô pháp kịp thời hưởng ứng. Ngài có nhiệm vụ? Không, ta đang tìm kiếm quỷ nhãn phán quan thân vẫn chi địa, trùng hợp chính là, ta vô tình gặp được thái nhất môn cái vị kia, à, quỷ nhãn phán quan chi tử, quả nhiên có càng sâu nội tình, âm thanh dần dần thấp xuống dưới, huyết sắc hỏa diễm đoàn thành vòng xoáy dập tắt. Thung thung. Tiếng đập cửa vang lên hai cái, bà ngoại âm thanh truyền vào phòng ngủ, nguyên tử, ăn cơm tối. Ngữ khí của nàng xăm vài phần nhẹ nhàng, tự hồ tâm tình không tệ. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, bức màn che ở bên ngoài ngọn đèn. Thật thoải mái, ban ngày tiêu hao cuối cùng đền bù đã trở về, đáng tiếc Tùng Hải khó gặp ánh trăng, không phải vậy phơi nắng ánh trăng liền hoàn mỹ. Trương Nguyên Thanh ngáp, mặc vào bông vải dép lê, vặn mở cửa phòng ngủ bắt tay, đi vào phòng khách. Một làn nồng đậm mùi thơm bay vào xoang mũi, trên bàn cơm bày đầy thức ăn, thịt heo xào chua ngọt, thịt kho tàu, thịt việt nướng, canh gà ô, măng tây, măng mùa xuân chờ một chút. Bà ngoại mặc tạp về, ở phòng khách cùng phòng bếp giang bôn tẩu. Biểu ca ở phòng bếp hỗ trợ phòng khách ghế sofa ngồi tóc hoa trăm ông ngoại, tư thế ngồi thẳng, hết sức chuyên chú xem TV. Trên bàn cơm ngồi một đôi trung niên vợ chồng, đúng là Trương Nguyên Thanh cậu mợ. Mợ ngũ quan mỹ lệ, làn da trắng nõn, mặc dù từ nương bán lão, nhưng bảo dưỡng rất không sai, nàng mặc đai lưng màu trắng váy dài, tóc như gợn sóng rối tung, giữa lông mày có cổ yếu ớt. Mợ bên người nam nhân, ngũ quan cùng Trần Nguyên Quân có chút tương tự, ăn mặc màu tím âu phục, màu tím tu thân quần, hoa hồng sắc áo sơ mi, tào khí như quán ăn đêm thiếu gia, không, lão gia. Trương Nguyên Thanh cậu là cái không đáng tin cậy, lúc còn trẻ vui đùa đội, nói muốn truy đuổi mộng tưởng, hướng tới thơ cùng phương xa, vì vậy cổng bọc hành lý ăn mặc loa quần. Cùng mấy cái, cùng chung chí hướng, bằng hữu rời nhà trốn đi, làm khởi lang thang ca sĩ. Vài năm về sau, mộng tưởng không tìm được, bị xã hội đòn hiểm mình đầy thương tích đã trở về, cũng không ra đi công tác, mỗi ngày khiên máy ghi âm làm đồ lêu lỏng, đi đến chỗ nào nhảy đến chỗ nào, cả ngày không phải hát tạp là tốt, chính là cùng hồ bằng cẩu hữu lêu lỏng. Đương nhiên, cái kia niên đại trong thành người trẻ tuổi đều là như vậy, chính là hỗn. Bởi vì trường đẹp mắt, nói chuyện lại êm tai, cho nên trong năm việc nhà cảnh hậu đãi mở cưới được tay, sau khi kết hôn xác thực hồi tâm vài năm. Nhưng mở sinh hạ biểu ca sau, hắn rất nhanh liền lộ ra nguyên hình cả ngày chơi bời lêu lỏng, dù sao không công tác, chính là chơi. Nguyên tử, có nhớ hay không cậu? Cậu xem đến y bác của mình truyền nhân, phi thường vui vẻ. Cậu ưa thích hát nhảy rap, thích nhất ca khúc là ô ô thiết khắc náo, bánh tráng trái cây tới một bộ, cũng sẽ phối hợp tự nghĩ ra vũ đạo. Trong nhà ngoại trừ trương Nguyên Thanh, không ai nguyện ý cùng hắn nói hát giới vũ. Cho nên cậu rất xem trọng Trương Nguyên Thanh, xem hắn vì y bác truyền nhân mở. Trương Nguyên Thanh lên tiếng chào, sau đó qua loa đáp lại một chút cậu. Cậu cho ngươi dẫn theo lễ vật trở về. Cậu nói. À, ta cậu, Ngài cuối cùng đã trở về, vì cái gì không nói cho ta biết trước đâu, nếu như ngươi trước giờ nói cho ta biết, ta nhất định đi sân bay tiếp ngài, Thượng Đế sẽ vì ta làm chứng. Trương Nguyên Thanh thái độ đại chuyển biến, lấy biểu đạt chính mình mãnh liệt tâm tình. Cậu xanh hai cười lớn nắm tay, đụng vai, cậu ông y bác truyền nhân bả vai nhập tòa nguyên tử a ta gần nhất ở ngoại quốc du lịch cố ý đi cùng hát tinh tinh học được nói hát kỹ xảo chúng ta nên ở ca hát thời điểm gia nhập đạn lưỡi cùng rung bờ môi như vậy sẽ có vẻ càng có khí thế đạn lưỡi ta biết rõ Rung bờ môi là cái gì quỷ trương nguyên thanh nghẹn họng nhìn trân trối lợi hại a không hổ là ta cậu thiên phú kinh người cậu ta gần nhất thiếu tiền tiêu vặt chúc lòng thành ngươi mợ có tiền quay đầu lại ta làm cho nàng cho ngươi. Không bao lâu, biểu ca cùng bà ngoại đem cuối cùng mấy thay nhau món ăn bưng lên, mời đến đại gia ăn cơm. "Dì nhỏ như thế nào không có trở về a?" À? Trương Nguyên Thanh hỏi. "Nói bệnh viện có chút việc, tối nay trở về." Bà ngoại trả lời một câu. Cậu khơi màu lông mày, hắc hắc nói, "Bệnh viện có việc. Có phải hay không cùng bạn trai đã hẹn hò?" Bà ngoại cười nhạo một tiếng, "Ta đây thật cảm ơn trời đất." xem nàng dạng như vậy, không đến 30 tuổi là sẽ không lập gia đình, hiện tại người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra, một cái hai cái cũng không muốn kết hôn. Bà ngoại đối cái này thế đạo rất bất mãn. Cậu đã nói, lại nói tiếp, Nguyên Quân vẫn là độc thân đâu, Nguyên Quân A, à, hôm nào đem bạn trai mang về làm cha ngó ngó. Nghiêm túc ổn trọng biểu ca sững sờ, cái gì? Cậu nhún nhún vai, ngươi đều 30, còn không có bạn gái, kia cha chỉ có thể chờ mong bạn trai. Vừa mới dứt lời, bà ngoại triệt khởi tay áo muốn chính tay đâm cậu. Mẹ, mẹ, ta hay nói giỡn đâu. Cậu vội vàng ngăn lại, ngài như thế nào một điểm hài hước tế bào đều không có. Hiện tại cũng lưu hành tổ nam, người trẻ tuổi rất ưa thích cái này một bộ. Mở cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Nàng cùng bà bà quan hệ cũng không tốt, trên đời vốn là chưa có quan hệ vui vẻ bà tức. Bà ngoại tánh khí táo bạo, mở tính cách cường thế, một cái ngại con dâu không biết làm việc nhà, một cái ngại bà bà xen vào việc của người khác. Ở Trương Nguyên Thanh còn nhỏ thời điểm, mở cùng bà ngoại thường xuyên cãi nhau, gặp hai nàng náo đứng lên, dì nhỏ liền gặm hạt dưa ở bên xem cuộc vui. Trương Nguyên Thanh thì tại bên cạnh khuyên can, vừa nói các ngươi không muốn lại ồn ào rồi. Một bên từ nhỏ Di trong tay tiếp nhận hạt dưa. Biểu ca bình thường là một bên làm tác nghiệp, một bên gặm dì nhỏ hạt dưa hiện tại mờ đã qua tuổi trẻ khí thịnh thời điểm chẳng muốn lại cùng bà bà náo nhưng quan hệ thủy chung không nóng không lạnh lúc này biểu ca nhìn lại nói nghe nói trường học các ngươi hôm nay đã xảy ra chuyện a à, ta không biết ta rất sớm sẽ trở lại để đi ngủ trương nguyên thanh giả câm vờ điếc bà ngoại vội hỏi là chuyện gì trần nguyên quân đơn giản giải thích một câu bà ngoại nghe nói có phạm tội phần tử lẻn vào trường học đối cái này thế đạo càng thêm bất mãn. Đang nói, cửa chống trọng truyền đến giọt tiếng vang, đón lấy bắt tay bị vặn mở. Ngồi ở ghế hạng bét, đến gần huyền quan trương nguyên thanh nghiêng đầu vừa nhìn, là dì nhỏ đã trở về. Dì nhỏ hôm nay trang phục là nghiêng vai chạm rộng áo lông, lộ ra rất tròn trắng nõn vai, bên trong xứng một kiện màu đen nhỏ sau lưng, quần là xuân hạ khoảng màu trắng mờ quần dinh, trên chân một đôi tiểu bạch dày. Trương Nguyên Thanh ánh mắt dừng lại ở nàng bắp chân vị trí, con ngươi lập tức ngưng tụ. Giang Ngọc Nhị trên bàn chân, treo một cái vòng tròn nhuận đứa bé. Chương 35, Anh Linh Chương 35, Anh Linh Hài Nhi thân cao đại khái 50cm, thân thể không đủ chân thực, trên đầu thưa thất tóc máu, mập núng nín đôi má, củ sen giống như một tiết một tiết ngắn béo tay chân, lộ ra thập phần đáng yêu. Nó đem mình như gấu túi giống nhau treo ở gian ngọc nhị bắp chân, nghiêng cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, phản phất ngủ rồi. Dì nhỏ nói đúng nói thật. Các nàng bệnh viện thật sự nháo quỷ, nhưng lại thật sự là anh Linh. Trương Nguyên Thanh nhìn xem cái này chỉ nho nhỏ anh Linh, miệng một chút mở ra. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Ngươi nhìn cái gì? dì nhỏ khách khí xanh không có hảo ý nhìn mình chầm chầm, vội vàng trừng hắn liếc một cái. nàng kéo ra cái ghế, hướng trên ghế dựa một co quất, làm nũng nói: mẹ, ta mệt chết đi được, giúp ta xới cơm. chính mình không có cánh tay không có chân a, à, bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, vẫn là theo lời đứng dậy tiến vào phòng bếp. ô, gia tộc bại hoại, ngươi đã về rồi. dì nhỏ một bên dùng tay cầm thịt việc nướng, một bên ân cần thăm hỏi đại ca lại độc thân vài năm, ngươi cũng thành gia tộc bại hoại, đến lúc đó chúng ta huynh muội song kiếm hợp bích, một chỗ đối kháng lòng già hiểm độc vu bà. Cậu ti tiện hề hề nói. Lúc này, bà ngoại bưng bát cơm đi ra, dì nhỏ lập tức biểu hiện ra thuận theo bộ dạng, ông lấy bà ngoại cánh tay, đầu gối lên mẫu thân bả vai, ngươi mới là gia tộc bại hoại, ta là mẹ ta tọa hạ đồng nữ. Chuyên môn trấn áp loại người như ngươi đóng cặn bã dì nhỏ chính là dựa chiêu này tranh thủ ông ngoại bà ngoại niềm vui độc đắc hai vị lão nhân ân sủng ta đây cùng nguyên quân tổ một cái cũng là có thể nguyên quân cũng nhanh thành gia tộc bại hoại đúng không lão bà cậu nói mờ liếc hắn một cái ồ dì nhỏ nhai vài cái thịt việc nướng hồ nghi nói mẹ ngươi có phải hay không quên phóng muối cái này việc ăn không có mùi vị đây là bên ngoài mua bà ngoại tức giận nói. Dì nhỏ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hít một hơi, kêu lên, ta như thế nào nghe thấy không đến vị nhi, đồ ăn một chút cũng không thơm. Bà ngoại nghe vậy, ân cần hỏi hang, có phải là bị cảm hay không? Lúc này, Trương Nguyên Thanh trông thấy treo ở dì nhỏ bắp chân thượng anh Linh, bẹt cái mũi nhỏ đầu co rúng một chút, đón lấy, nó mở ra hát cúc áo giống như con mắt, trông thấy hoàn cảnh lạ lẫm sau, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín ngốc trệ, tự hồ không có minh bạch tại sao mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thấy như vậy một màn, Trương Nguyên Thanh trong nội tâm trở nên ngưng trọng. Đây không phải phổ thông linh thể, phổ thông linh thể không có ý thức, sẽ không suy nghĩ, chỉ biết tuân theo bản năng làm việc. Anh Linh không có mờ mịt bao lâu, nó tuần hoàn theo nào đó bản năng, một bên co rúng cái mũi nhỏ đầu, một bên theo gì nhỏ thân thể, bò tới bờ vai của nàng. Sau đó, nó nhìn thấy đầy bàn mỹ vị món ngon. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đuổi theo anh Linh, trông thấy nó nhúc nhích tốc độ thoáng cái nhanh hơn, dọc theo dì nhỏ cánh tay, run rẩy leo đến mặt bàn. Nó ghé vào trên bàn cơm, duỗi ra ngắn béo bàn tay nhỏ bé ý đồ mò lên một khối thịt vịt nướng. Nhưng cái gì cũng không có vớt lên. Từng lần một nếm thử sau, nó tự hồ cuối cùng ý thức được chính mình vô pháp chạm đến mỹ vị, quỷ khuất ngao ngao khóc lớn lên. Trương Nguyên Thanh bên tai lập tức vang lên hư ảo tiếng khóc, to rõ ồn ao. Cái này chết tiệt hài tử, ông muốn chết trương nguyên thanh điều động thái âm chi lực, ngưng tụ trong lòng bàn tay, thò tay cầm một khối thịt vịt nướng, trên thực tế đem anh Linh nắm trong tay. Các ngươi ăn trước, ta đi một chuyến toilet. Hắn mang theo anh Linh phận gáy, như sách tiểu nải cậu giống nhau tiến vào toilet. Sau lưng truyền đến gì nhỏ âm thanh, ồ. Cái mũi đột nhiên đã thông, thịt vịt nướng cũng biến thơm. Bồn rửa tay trước, Trương Nguyên Thanh một tay nâng chết hài tử, nhìn xem nó duỗi ra phấn đầu lưỡi, một chút liếm lắp chính mình lòng bàn tay thái âm chi lực. Thần dạ du thái âm chi lực, đối với linh thể mà nói là đại bổ thuốc. Nó sẽ cùng theo dì nhỏ về nhà, hẳn là dì nhỏ trên người dính khí tức của ta, cái này đối linh thể mà nói, có trí mạng lực hấp dẫn nhưng làm Trương Nguyên Thanh nghĩ không rõ chính là, hài nhi tinh thần lực bạc nhược yếu kém, chết non sau, linh thể sẽ rất nhanh tiêu tán, lâu là một hai ngày ngắn thì mấy giờ. Mà gì nhỏ bệnh viện nháo quỷ nghe đồn, tự hồ có một đoạn thời gian. Này không hợp lý. Không hiểu liền tra tư liệu trương nguyên thanh tây kia lấy ra điện thoại di động, lên đất liền ngũ hành liên minh quan phương diễn đàn. Khiếp sợ, quỷ nhãn phán quan hư hư thực thực thân vẫn, tương lai một thời gian ngắn, hoặc có đọa lạc giả mất khống chế, các nơi nhân viên chú ý cảnh giới khiếp sợ, bỏ linh đường hầm cuối cùng bị phá được qua cửa người thân phận thần bí trương nguyên thanh ánh mắt ở hai cái đưa đỉnh thiếp mời lượt qua không có để ở trong lòng quan phương tổ chức kế tiếp phải đề phòng đọa lạc giả mất khống chế sự kiện vì vậy quỷ nhãn phán quan sự kiện nhất định sẽ công khai ngược lại là hắn phá được xà linh đường hầm tin tức đã ở ngũ hành liên minh quan phương diễn đàn truyền đến nguyên thủy thiên tôn cái này lạ lợt lần thứ nhất bị quan phương linh cảnh hành giả nhóm biết rõ trương nguyên thanh ở diễn đàn tìm tòi công năng bên trong đưa vào đặc thù linh thể bốn chữ. Rất nhanh, đã tìm được một thiên phổ cập khoa học linh thể tri thức thiếp mời. Linh thể là trí tuệ sinh linh sau khi chết lưu lại tinh thần lực ngưng tụ mà thành, bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận ý thức, cho nên linh thể hiện ra ngốc trời trạng thái. Bằng bản năng, hoặc là nói chấp niệm làm việc. Bất luận cái gì sinh linh một khi chết đi, linh thể sẽ không ngừng tiêu tán, người bình thường nhiều nhất duy trì 7 ngày, linh cảnh hành giả linh thể trú lưu nhân gian thời gian hội trưởng một ít, xem tinh thần lực mạnh mẽ quyết định. Phàm là sự luôn có ngoại lệ, theo ta biết, đẳng cấp cao thần giả du cùng huyễn thuật sư, dù cho thân thể hủy diệt, linh thể cũng có thể dựa vào đặc thù thủ đoạn trên thế gian trường tồn. Nhìn đến đây, Trương Nguyên Thanh nhìn không được đưa ánh mắt dời về phía anh Linh, trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này hiển nhiên không chuẩn bị trường tồn hậu thế năng lực. Không thể nào là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả hắn tiếp tục đọc thiếp mời nội dung, ở trên là dưới tình huống bình thường linh thể, kế tiếp nói một câu không phải bình thường linh thể, cái gọi là không phải bình thường linh thể. Nội dung im bặt mà dừng, Trương Nguyên Thanh kéo đến đáy vừa nhìn, phát hiện thiếp mời phần sau bộ bị khóa, cần trả tiền đọc. Cái này là trong truyền thuyết vì tri thức trả tiền. Khóe miệng của hắn co rúng dùng di động hướng chính mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tài khoản nạp tiền 200 nguyên hoàn thành thanh toán. Đáng nhắc tới, trong mấy ngày này, văn chức nhân viên đã vì hắn làm thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, thẻ điện thoại. Thẻ nhân hàng, cùng Trương Nguyên Thanh, cái thân phận này làm cắt. Cái gọi là không phải bình thường linh thể, chính là thông qua nhân vi tế luyện linh thể, nổi tiếng nhất đúng là thần dạ du ngự quỷ chi thuật, đương nhiên, cái khác chức nghiệp cũng có tương ứng thủ đoạn, nơi đây không thêm lắm lời. Trải qua tế luyện linh thể, có tỷ lệ sinh ra năng lực đặc thù, đáng nhìn làm trân quý đạo cụ, sủng vật, ở thần dạ du ngôn nữ trong nghề bên trong loại này linh thể bị trở thành linh bộc nhưng phải chú ý linh thể cũng chia tư chất cũng không phải tất cả linh thể đều có thể luyện chế ra linh bộc cụ bị linh bộc tư chất linh thể ngàn dặm mới tìm được một kế tiếp nói một chút phương pháp tế luyện cuối cùng phải nhắc nhở một chút tế luyện tà ác chức nghiệp linh thể là bị cho phép nhưng nô dịch người bình thường linh thể là trái với kỷ luật phát bài viết người viên đình 200 khối tiền hòa rất giá trị. Xem xong thiếp mời nội dung, Trương Nguyên Thanh tự đáy lòng cảm khái một câu. Cái này thiếp mời hướng hắn tiết lộ rất nhiều tin tức. Một, thần giả du đẳng cấp đề cao về sau, có thể dưỡng quỷ luyện thi, tao ngộ linh cảnh hành giả lúc chiến đấu, đấu pháp có thể ở hèn mọn bị ổi thích khách lưu cùng hèn mọn bị ổi triệu hoán lưu chi gian hoán đổi. Hai, cái này chết tiệt hài tử là phi thường trân quý linh bộc, nhặt được bảo đã sinh ra năng lực đặc thù, hay kia là một cái hàng thật giá thật linh bộc, mà không chỉ cần là đặc thù linh thể mà thôi. Ba, dì nhỏ đi làm bệnh viện có vấn đề. Vừa rồi dì nhỏ đột nhiên mất đi vị giác cùng khứu giác, nên chính là nó sử dụng hư, cho nên năng lực của nó là trộm đi người khác khứu giác cùng vị giác. Ừ, quay đầu lại lại nghiệm chứng một chút, nếu như có thể đem cái này tiểu gia hỏa đào tạo đứng lên, nói không chừng có thể chống đỡ một kiện đạo cụ. Trương Nguyên thanh mừng rỡ đồng thời, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra sầu lo. Dì nhỏ trong bệnh viện nên cất giấu một gã linh cảnh hành giả, hiện tại nó đi theo Dì nhỏ về nhà, sau lưng tế luyện người tuyệt không bỏ mặt một cái chân quý linh bộc mất đi. Đến tiếp sau sẽ có phiền toái, thậm chí sẽ nguy hiểm Dì nhỏ. Mặc kệ đối phương là quan phương vẫn là hoang dại linh cảnh hành giả, dùng người bình thường linh thể luyện chế linh bộc đều là trái với quy định chuyện này không có khả năng bỏ qua ngày mai sẽ đem chuyện này nói cho thập trưởng muốn hợp lý lợi dụng bên người tài nguyên sau khi nghĩ thông suốt hắn thoáng cái nhẹ nhõm rất nhiều xem kỹ ghé vào lòng bàn tay cánh tay anh linh phát giác được hắn dò xét tiểu gia hỏa mở to hắt cúc áo giống như mắt to vẻ mặt lấy lòng phát ra âm thanh a ba a ba thấy trương nguyên thanh không để ý tới chính mình nó tiếp tục liếm láp thái âm chi lực chỉ số thông minh sau phổ thông hài nhi cao, nhưng còn vô pháp bình thường trao đổi. Hắn bóp anh Linh phần gáy, bắt nó cuốn tới đây, tới, cho ta xem nhìn ngươi là tiểu đậu bỉ, vẫn là nhỏ gây sự quỷ. Về sau ngươi liền kêu tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh mang theo anh Linh đi ra toilet, gia đình tiệc tối đã chuẩn bị kết thúc. Hắn phản hồi chỗ ngồi của mình. Một bên lặng lẽ đem anh Linh treo ở cậu cái cổ, một bên điềm nhiên như không có việc gì ăn cơm vừa vặn dùng gia tộc bại hoại tới kiểm tra một chút anh linh năng lực cậu cắn răng tuyến bổng cẩn thận xỉa răng đối với chính mình trên cổ cưỡi một cái chết hài tử không biết chút nào cậu a à, ngươi muốn không đến chén canh a à, trương nguyên thanh thấy không sai biệt lắm cho cậu thịnh canh hắn muốn biết cậu có thể hay không cùng gì nhỏ giống nhau đánh mất vị giác cùng khứu giác cậu vuốt ve tròn vo cái bụng lắc đầu nói không không uống trừ phi ngươi có bánh tráng trái cây nói xong. Hắn bày ra tự nghĩ ra nói hát dùng tay ra hiệu, ngay tại Trương Nguyên Thanh cho rằng sẽ nghe thấy quen thuộc ca từ lúc, cậu đột nhiên nằm lấy ngón tay cái, a ba a ba a ba. Cùng lúc đó, cưỡi cậu cái cổ anh Linh, phát ra chỉ có Trương Nguyên Thanh có thể nghe được âm thanh, ô ô, thiết khắc náo, bánh tráng trái cây tới một bộ. Phốc, Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị, rất ăn ý phúng ra trong miệng canh gà. Ông ngoại, bà ngoại, mở cùng biểu ca, vẻ mặt buồn bã kia bất hạnh hận kia không tranh giành bộ dáng. Chương 36, gặp mặt nói chuyện. Chương 36, gặp mặt nói chuyện tiểu đậu bị năng lực là trộm đi mục tiêu mổ hạng công năng. Lần trước là gì nhỏ khứu giác cùng vị giác, lần này là cậu nói chuyện năng lực. Giả trang ho khang trương nguyên thanh một hồi kinh hỷ, có thể trộm đi người bình thường nào đó năng lực, có hay không cũng có thể trộm đi linh cảnh hành giả mổ hạng năng lực. Nếu là như vậy, cái này chỉ tiểu linh bộc giá trị liền phi thường lớn. Lúc này, cậu kịp phản ứng, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi biểu hiện, quán ăn đêm lão da mặt đỏ lên, lại mờ mịt lại cũng bách. Ha ha! Cậu nguyên lai like ngươi cũng sẽ xấu hổ trương nguyên thanh cười trên nỗi đau của người khác trong lòng thổ tào, châm biếm, trông thấy cưỡi lão cậu trên cổ anh linh tựa hồ tiêu hao rất lớn, buồn ngủ cái này, cái này. Với các ngươi đùa dẫn đâu, ta chính là đột nhiên nhớ tới nguyên tử khi còn bé bộ dáng, nhìn không được bắt trước. Cậu không hổ là vài thập niên hỏa hầu lão đầu đường xó chợ, da mặt dày như tường thành, nhanh chóng đem oa ném cho cháu ngoại trai. Trương Nguyên Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Một thanh niên kỹ người, ném không mất mặt. Bà ngoại tức giận khiển trách. Mẹ, ta còn là đứa bé. Cậu cười hi hi nói, ta vĩnh viễn là ngài hài tử. Cúc cúc cúc, bà ngoại vẻ mặt ghét bỏ. Chấm dứt bữa tối, cậu toàn gia trở về cửa đối diện, Trương Nguyên Thanh sớm đi buồn vệ sinh tắm qua, dặn dò gì nhỏ buổi tối không nên quấy rầy chính mình sau, liền tiến vào phòng ngủ. Ngày mai muốn dậy sớm đi đơn vị thấy Lý Đông Trạch, báo cáo anh Linh Sự, vì vậy muốn ngủ sớm. Chẳng qua trước đây, hắn muốn nếm thử thu phục tên tiểu tử này. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng trên giường, tiểu đậu bỉ co rút ngủ ở trong lòng ngực của hắn, ông hắn một cây ngón tay cái hút. Thái âm chi lực liên tục như tuyến, tiến vào anh trong linh thể, tẩm bổ nó. Căn cứ thiếp mời bên trong miêu tả, chỉ cần thành công tế luyện ra linh bộc, đến tiếp sau chỉ cần bảo trì thái âm chi lực nuôi dưỡng, có thể làm linh bộc trường tồn hậu thế. Trương Nguyên Thanh tương đương nhặt được có sẵn bảo bối. Tên tiểu tử này bây giờ còn không quá thông minh bộ dạng, không biết về sau chỉ số thông minh có thể hay không đề cao trương nguyên thanh lắng động tâm tình điều động thái âm chi lực đẩy mắt tuôn ra nồng đậm đặc dính hát quang một chút thay thế ánh mắt cùng trồng trắng mắt chiếm cứ hốc mắt hô trương nguyên thanh nhổ ra một ăn lạc màu đen sương mù bao trùm anh linh lại há mồm khẽ hấp bắt nó nuốt vào trong bụng lập tức trương nguyên thanh cảm giác được trong cơ thể mình nhiều một đạo ý thức hơi yếu không sinh động ý thức đón lấy hắn dựa theo thiếp mời bên trong phương pháp, thúc giục thái âm chi lực, từng lần một cọ rửa cái này của ý thức, đánh lên chính mình lạc ấn, làm hắn tiếp nhận lực lượng của mình, trở thành chính mình linh bộc. Quá trình này dặn có mười mấy giây, đột nhiên, tinh thần lực của hắn lắng động tiến vào một mảnh hắc ám hư vô trong không gian. Thật ấm áp, rất thoải mái dễ chịu, tự như ngủ say ở mẫu thân ông ấp hoài bảo bên trong. Tinh thần lực của hắn lắng động tiến vào anh linh thân thể bên trong, cùng nó ngắn ngủi dung hợp. Thiếp mời thảo luận đến độ thật sự, chủ nhân có thể khống chế linh bọc ý thức cùng năng lực, ngắn ngủi chi phối chúng, thân thể. Trương Nguyên Thanh sơ bộ thích ứng này là thân thể sau, một loại hoàn toàn mới thiên phú tự nhiên mà vậy phù hiện ở trong ốc. Tự như bẩm sinh. Loại thiên phú này gọi trao đổi, dùng bản thân một thứ gì đó, trao đổi mục tiêu một thứ gì đó. Ví dụ như dùng bản thân vị giác trao đổi đối phương vị giác, Dùng bản thân ngôn ngữ trao đổi đối phương ngôn ngữ, trao đổi thời gian là 3 giây. Cho nên dì nhỏ đã mất đi vị giác, cho nên cậu trong miệng học ra hài nhi nỉ non. Nhưng loại này trao đổi cũng không phải nhất định muốn đồng giá, cũng có thể dùng bản thân một ít trác trưỡi năng lực, đổi lấy người khác quý giá năng lực, chỉ là anh Linh quá mức còn nhỏ, chỉ số thông minh có hạn, làm không ra loại này tinh tế thao tác, nó chỉ có thể đồng giá trao đổi, hơn nữa là tùy cơ phát động kỹ năng kỹ năng phóng thích điều kiện là đụng vào đối phương nếu như đổi thành trương nguyên thanh tới thao tác có thể thực hiện rác rưởi đổi thần kỹ hơi mặt khác anh linh trước mắt có thể làm được trao đổi giới hạn với trên thân thể năng lực vô pháp trao đổi kỹ năng ít nhất hiện giai đoạn nó làm không được cuối cùng thân là chủ nhân trương nguyên thanh còn có thể đem mình bị tổn thương khống chế chờ mặt trái trạng thái chuyển dời đến linh bộc trên người làm linh bộc gánh vác tổn thương Ta cuối cùng minh bạch thần dạ du tại sao là đỉnh phong chức nghiệp một trong, xác thực cường không hợp thói thường. Trương Nguyên Thanh yên lặng cảm khái. Hắn làm ý thức trở về thân thể. Y y. Anh Linh hoạt động nhỏ chân ngắn, leo đến bên cạnh hắn, tóc máu thưa thớt đầu vây quanh Trương Nguyên Thanh tay, muốn hút hắn ngón tay cái. Thứ này có thể ăn. Không, nơi đây mới là ngươi thu lấy đồ ăn địa phương. Trương Nguyên Thanh chỉ chỉ bộ ngực mình. Anh Linh nghiêng đầu, ngốc manh nhìn hắn một lát, tự hồ cuối cùng suy nghĩ minh bạch ý của hắn, nghe lời bò hướng bộ ngực hắn. Lăn con bê. Trương Nguyên Thanh bắt nó nuốt vào trong bụng, thu nhập trong cơ thể. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh rời giường, tiến vào lét tắm qua. Vừa cầm lấy bàn chải đánh răng hắn, nghĩ nghĩ, há mồm gọi ra một đạo âm khí. Anh Linh nho nhỏ thân thể xuất hiện ở trên bồn rửa tay có thái âm chi lực tẩm bổ, nó thoạt nhìn tinh thần không sai, đèn lúng liếng con mắt hồn nhiên ngay thơ nhìn xem trương nguyên thanh. Dạy ngươi một điểm sinh hoạt tiểu thường thức, đây là bàn chải đánh răng, ngươi chủ nhân ta hiện tại muốn đánh răng. Tới, cùng ta niệm, bàn chải đánh răng, đánh răng, dùng bàn chải đánh răng đánh răng, nếu như vật nhỏ không phải vô ý thức linh thể, như vậy tương lai tổng hội phát triển, phát triển trong quá trình, liền cần hắn chủ nhân này cho nó đắp nặng chính xác giá trị quan muốn làm một cái chính trực quỷ tuân kỹ tuân theo luật pháp cự tuyệt đánh bạc độc anh linh nghiêng đầu mờ mịt nhìn xem hắn bàn chải đánh răng đánh răng dùng bàn chải đánh răng đánh răng mau cùng ta niệm trương nguyên thanh giữ vững được một lát bỗng nhiên nhục chí tạm thời bỏ đi dạy học ý tưởng bởi vì hắn phân không rõ làm như vậy mình và tiểu đậu bị so sánh với đến cùng ai mới là trẻ đần độn tắm qua chấm dứt chuông điện thoại di động vang lên lý đông trạch đánh tới uy thập trưởng nguyên thủy buổi sáng tới đây một chuyến có chuyện cần ngươi phối hợp chuyện gì thái nhất môn thần dạ du có việc hỏi thăm ngươi tình huống cụ thể tới đây lại nói thái nhất môn thần dạ du tìm ta làm cái gì coi trọng ta đây vị tuyệt thế vô song kỳ tài nghĩ muốn mời chào nói như vậy nên bí mật tiếp xúc ta mới đúng tốt thập trưởng trương nguyên thanh cúp điện thoại hắn vừa vặn muốn đi đơn vị báo cáo anh linh sự kiện ăn sáng xong cổng hai vai bao giả trang đến trường rời đi tiểu khu sau đánh cho một chiếc xe taxi thẳng đến cục an ninh tiến vào sông tầng thủy tinh lầu vừa tới đến lý đông trạch cửa phòng làm việc hắn nghe thấy bên trong truyền đến cởi mở tiếng cười a à, thượng đế đây là ta nghe qua tốt nhất nghe chê cười lại nói cho ngươi một kiện chuyện lý thú biết rõ triệu đội trưởng sao đối chính là cái kia luôn đi nhầm nhà vệ sinh nữ gia hỏa hắn vừa trở thành thần dạ du thời điểm đã từng một hơi thôn phệ bảy tên nữ tính linh thể từ nay về sau nhiễm lên ngồi đi tiểu thói quen rất nhiều năm đều sửa không đến ha 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 thượng đế a à, đây là ta nghe qua tốt nhất nghe chê cười trước một cái không tính coi như cũng được a à, ta biết rõ rất nhiều thần dạ du bí mật quay đầu lại kỹ càng cùng ngươi nói một chút nhưng ngươi muốn cam đoan không muốn truyền đi dù sao chúng ta đều không phải bác quái người. Đúng không? Thung thung. Trương Nguyên Thanh gõ cửa thủy tinh. Bên trong đàm tiếu thanh trong nháy mắt đình chỉ, Lý Đông Trạch trầm ổn thanh tuyến truyền đến, mời đến. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra, trông thấy tiếp khách trên ghế salon, Lý Đông Trạch đang cùng một cái mặt màu đen trang phục chính thức, áo sơ mi đen nam nhân uống rượu. Vị này một thân hắc nam nhân ngũ quan coi như không tệ, làn da hơi có vẻ trắng xanh, thon gậy, có một làn loáng thoáng khí chất cao quý. Chúng ta ưu tú nhân vật mới tới rồi, Lý Đông Trạch mặt lộ vẻ dáng tươi cười, ánh mắt ý chào một cái, nói, trong tủ lạnh có coca. Chính mình cầm. Chờ Trương Nguyên Thanh vặn mở nắp chai coca, uống một ngụm, Lý Đông Trạch giới thiệu nói, viên đình, thái nhất môn trú khang dương khu đội trưởng, ba cấp thần dạ du, là chúng ta quan phương tổ chức tinh anh trong tinh anh. Làm vì chiến lực đứng đầu chức nghiệp, ba cấp thần dạ du, ở siêu phàm cảnh là hàng đầu tồn tại. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tôn trưởng lão Hồ Độ A viên định cảm khái một tiếng, cùng Trương Nguyên Thanh nắm tay. Trương Nguyên Thanh trên mặt lại chồng chất khởi nóng bỏng dáng tươi cười, vừa nhìn thấy viên đội trưởng, cũng cảm giác thấy được người nhà. Không hiểu thân thiết, cái này hẳn là chính là cảm giác thuộc về giữa các thần dạ du. Có người ngoài ở, Trương Nguyên Thanh tạm thời đè xuống anh linh sự viên đình sững sờ thần dạ du gian nên không có loại này thuộc sở hữu cảm trương nguyên thanh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là viên đội trưởng cho ta cảm giác thân thiết đây là viên đội trưởng mị lực cá nhân a nghe vậy viên đình trên mặt khống chế không nổi phóng ra dáng tươi cười tiểu tử này nói chuyện thật là dễ nghe nghĩ lại đây là nhân gia lý đông trạch cấp dưới lập tức một hồi tiếc hận tôn trưởng lão hồ đồ a thấy hai người mắt đi mày lại lý đông trạch ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, hôm nay viên đội trưởng là tới làm chính sự. Hắn quay đầu hỏi thăm viên đình, là ở phòng làm việc của ta, hay là đi đối diện phòng họp? Viên đình nói, đi phòng hội nghị A, nói xong, hắn cầm lấy khay trà bằng thủy tinh thượng cặp công văn, hướng trương nguyên thanh gật đầu, mỉm cười nói, mượn một bước nói chuyện. Tìm ta một mình gặp mặt nói chuyện. Xem thập trưởng thái độ, tự hồ không phải muốn đào ta, đến cùng chuyện gì. Tốt, trương nguyên thanh không có cự tuyệt nói ta nghĩ đi trước một chuyến toilet viên đình gật gật đầu dẫn đầu ra văn phòng trương nguyên thanh quay đầu tiến đến khu làm việc đưa tầm mắt nhìn qua chủ động coi thường cúi đầu viết cái gì học thuật luận văn vương thái đi đến quan nhã bên cạnh bàn dùng hay nói dẫn giọng nói mỹ nhân kế không đợi đến chờ tới rồi thái nhất môn thần dạ du quan nhã bưng lấy chén nước cười mỉm nói kia nói rõ không phải mỹ nhân kế ừ chòm sao bò cặp hôm nay vẫn thế không sai, nhưng ở cùng đồng sự, thượng cấp lúc nói chuyện, muốn đặc biệt chú ý, không phải vậy có thể sẽ hai cực xoay ngược lại. Nàng mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, hơi cuốn tóc dài vừa đã làm định hình. Đẹp để thời thượng, mặt trái xoan xinh đẹp vũ mị, hóa đồ trang sức trang nhã, hơn nữa con lai mị lực. Trương Nguyên Thanh trêu chọc nói, ví dụ như ở ngươi thông đồng ta thời điểm, ta lời nói chính đáng cự tuyệt này sẽ dẫn đến chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ nói trở mình liền trở mình. Không, ngươi sẽ không cự tuyệt, bởi vì ngươi là chồng sao bò cạp. Quan nhã nghiêm trang nói. Ngươi đã đủ rồi, lại đem bò cạp chỗ ngồi, ta muốn cầm gậy gọc quất ngươi. Chẳng qua, hắn đạt được mình muốn ám chỉ, lúc này quay người, bước nhanh đi vào cửa phòng họp trước, nhẹ nhàng khấu vang cửa thủy tinh. Mời đến. Viên đình ở đâu biên đáp lại nói. Chương 37, Mà quân truyền nhân Chương 37, Mà quân truyền nhân đẩy cửa vào, Trương Nguyên Thanh xem đến viên đình ngồi ở bàn hội nghị biên, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, tư thế hơi có vẻ lười biến tựa ở thành ghế, mỉm cười nhìn qua. Tại vị này thần dạ du trong tay, còn có một ống đựng bút, ống đựng bút thường cắm một quả lệnh kỳ, bằng sắt đầu nhọn, vải tơ chế tạo, mặt cờ đen nhánh làm đế, dùng ngân tuyến theo xuất vân văn, trung ương theo lên một cái lệnh chữ chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài cái đó và cổ đại trong quân sử dụng lệnh kỳ không có gì khác nhau trương nguyên thanh nhập tọa nâng cao cái eo hỏi viên đội trưởng ngài tìm ta có chuyện gì trước đó đã nói ta ở nhị đội đã rất vui vẻ cũng không muốn đi ăn mán khác hắn dùng trêu chọc phương thức thăm dò mục đích của đối phương ngươi qua cửa xà linh đường hầm phó bách phu trưởng rất xem trọng ngươi ta có thể đào không động ai Ngươi khả năng không biết, ban đầu phó bách phu trưởng thay ngươi muốn kia phần công lực thời điểm, chúng ta thái nhất môn tôn trưởng lão cho rằng ngươi không có khả năng qua cửa, sẽ không muốn ngươi, hiện tại hối hận cũng tới đã không kịp, trong môn không ít người rất có phê bình kín đáo. Bọn hắn cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, tương lai có lẽ có thể tấn chức thánh giả. À, nói nhiều nói nhiều. Viên đình tự mình giải thích nói, ta là người so sánh hay nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho cho nên tôn trưởng lão hồ đồ là ý tứ này trương nguyên thanh gật gật đầu hút thuốc sao không quá sẽ rút ta lúc lớn tầm bằng ngươi cũng sẽ không hút thuốc thẳng đến trở thành thần dạ du ở thí luyện trong nhiệm vụ dọa ra tâm lý bóng ma do đó nhiễm lên nghiện thuốc lá mặc dù nó không phải thứ tốt nhưng quả thật có thể giảm bớt áp lực mỗi một vị thần dạ du hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ quái ta có một người bạn gọi giảng ký hắn vừa trở thành thần dạ du đoạn thời gian kia, bị sợ ra tâm lý bóng ma, mỗi ngày cần xem một giờ các em bé rối TeleTV tới khai thông tâm tình, giảm bớt sợ hãi. Đến bây giờ cái thói quen này còn sửa không được, ha ha ha, viên đội trưởng, ngài quả nhiên rất hay nói, nhưng người sao có thể đem bằng hữu tai nạn xấu hổ bốn phía truyền bá. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm thổ tào, châm biếm, mặt ngoài một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái. Càm ràm một lát, viên định cuối cùng nhớ tới chính sự ho khan một tiếng nghiêm mặt nói chúng ta đang tìm kiếm một vị người may mắn đạt được ma quân truyền thừa người may mắn phàm là năm nay tân tấn thần dạ du đều là chúng ta tra xét đối tượng kể cả ngươi ma quân là một vị đẳng cấp cao linh cảnh hành giải ma quân truyền thừa trương nguyên thanh mờ mịt nói ta không rõ ý của ngươi ta nói được lại rõ ràng một điểm căn cứ chúng ta quan phương phỏng đoán tiên cảnh cấp cho thể nhân vật cũng không phải không hạn chế, tồn tại nhất định được hạn mức cao nhất. Vì vậy, mỗi một vị linh cảnh hành giả chết đi, hắn hết thảy đều bị tiên cảnh thu hồi, cái này kể cả thể nhân vật. Viên đình lại lần nữa đốt một điếu thuốc. Trong đó, đẳng cấp cao linh cảnh hành giả sau khi chết, tiên cảnh sẽ không trăm phần trăm format, cách thức hóa, nên thể nhân vật sẽ giữ lại một ít đặc thù đồ vật, sau đó cấp cho cho nhân vật mới, chúng ta đem loại hiện tượng này xưng là truyền thừa còn có loại này thuyết pháp trương nguyên thanh nghe hiểu trầm ngâm nói ta có thể hỏi một chút ma quân là người nào sao còn các ngươi nữa tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích cửa này dính tới ta chính mình hy vọng ngươi có thể hiểu được viên đình cực kỳ thản nhiên thẳng thắn ta cũng không biết bên trên tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích đối với chúng ta như vậy tầng giữa cán bộ mà nói nghe lệnh làm việc là được rồi về phần ma quân. Viên đình trên mặt lộ ra thống hận cùng sợ hãi, trầm giọng nói, hắn là một vị sa đọa thần dạ du, là chúng ta thái nhất môn tử địch, rất nhiều quan phương linh cảnh hành giả chết ở trong tay hắn, có ngũ hành liên minh, có thái nhất môn, liền là trong môn trưởng lão cũng cực kỳ kiên kỵ hắn, một lần làm quan phương lòng người bàn hoàng. Môn chủ đã từng đánh giá, người này là gần 30 năm nay, có tiềm lực nhất, cũng đáng sợ nhất thần dạ du hắn có thể hay không sợ ta không biết, nhưng hắn nhất định rất trung nhị. Trương Nguyên Thanh hỏi vội, kia muốn như thế nào phân biệt ma quân truyền nhân? hoặc là nói, ta nên như thế nào phối hợp các ngươi? nghe, ma quân truyền nhân cùng ma quân cũng không có quan hệ gì a. À? Thái Nhất Môn làm vì chính đạo tổ chức, tổng không đến mức giận chó đánh mèo người vô tội a. À? Viên Đình lại lần nữa thản nhiên nói, ma quân truyền nhân chỗ đặc thù có hai điểm, một thể nhân vật in không phải trăng lưỡi liềm, mà là trăng tròn. 2. Ở qua cửa phó bản lúc, có thể so với phổ thông thần dạ du nhiều một hàng thể nhân vật chuyên chúc ban thưởng. Trương Nguyên thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn, đầy trong đầu đều là ngoà tàu. Này không chính là của hắn thể nhân vật sao? Binh ca gửi cho sừng của ta sắc tạp. Là ma quân. Binh ca vì cái gì sẽ có ma quân thể nhân vật? hắn và ma quân là quan hệ như thế nào? Ta vẫn cho là đỏ vũ dạy thể nhân vật chuyên chúc ban thưởng là bình thường trạng thái, như vậy xem ra, là ma quân truyền thừa giao phó ta đặc thù, khá tốt bởi vì quy tắc loại đạo cụ khan hiếm tính, để cho ta che giấu thể nhân vật chuyên chúc ban thưởng chuyện này. Thập trưởng cùng lão tư cơ chỉ biết là ta có quy tắc loại đạo cụ, nhưng lại không biết thể nhân vật chuyên chúc ban thưởng. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu hắn không có tùy ý suy nghĩ không trật tự phát tán, nhanh chóng ổn định tâm thần, tiếc hận cười nói, xem ra ta không phải ma quân truyền nhân a, à, ta vẫn cho là mình là đặc thù, dù sao liền xà linh đường hầm đều làm ta qua cửa. Viên đội trưởng, ta làm như thế nào bày ra chính mình ấn ký? Nó cũng không bị ta khống chế. Ấn ký đại biểu cho tiên cảnh, ngoại trừ thể nhân vật khởi động lại đêm đó, cùng với ở tiên cảnh trung thăng cấp lúc mi tâm có nổi bật ra hát nguyệt ấn ký. Lúc khác, nó phản phất không tồn tại. Viên Đình liếc mắt nhìn cắm ở ống đựng bút bên trong lệnh kỳ, nói: "Cấp bậc thấp linh cảnh hành giả vô pháp ảnh hưởng ấn ký, loại này có phong cách thời trang là cao đẳng cấp hành giả đặc quyền, ta không cần nhìn ngươi ấn ký, ta chỉ cần phân biệt nói dối là được." Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay ống đựng bút, giải thích nói: "Này cái lệnh kỳ là ta từ phó bách phu trưởng chỗ đó mượn tới đạo cụ, năng lực của nó là làm cho người ta phục tùng." làm cho không người nào có thể nói dối. Mà đại giới là, ta cũng không cách nào nói dối. Trương Nguyên Thanh tận lực duy trì lấy nụ cười trên mặt. Giờ này khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắn tâm tình bây giờ. Viên đình không hề nói nhảm, rút ra lệnh kỳ, hướng phía Trương Nguyên Thanh cách không một điểm, trầm giọng nói, như vậy, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi thần dạ du ấn ký, là trăng lưỡi liềm vẫn là trăng rằm. Tiếng nói hạ xuống, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trong tiềm thức một làn uy nghiêm hạo đại lực lượng bao phủ chính mình, làm hắn phát ra từ nội tâm kính sợ, không tự giác phục tùng, không dám giấu giếm, hận không thể đem mình tất cả bí mật đều thổ lộ hết đi ra. Tinh thần của hắn không bị khống chế căng chặt. Da đầu từng đợt trung lên. Thái nhất môn tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích là cái gì? Nếu như là vì mời chào nhân tại, không nên mơ hồ không rõ mập mờ không rõ, dù sao cái này rất bình thường khẳng định có càng sâu cấp độ nguyên nhân. Thể nhân vật là binh ca cho ta, không chuẩn còn dính đến hắn. Căng chặt tâm tình chậm rãi lo âu. Trong lúc đó, Trương Nguyên Thanh nghĩ tới dưỡng trong người anh Linh, chủ nhân có thể đem bị tổn thương, mặt trái ảnh hưởng chuyển dời đến Linh bọc trên người, làm hắn gánh vác tổn thương. Lệnh kỳ lực lượng mặc dù to lớn uy nghiêm, nhưng không chuẩn bị thực chất tính tổn thương. Tiểu đầu bị chắc có lẽ không có việc, có thể thử xem hắn lúc này lắng động tâm tình, câu thông trong cơ thể anh Linh, làm xong phương linh hồn ngắn ngủi liên thông. Bỗng nhiên, to lớn uy nghiêm lực lượng dọc theo tinh thần của hắn thể, tràn vào anh trong linh thể. Trong lúc ngủ say anh Linh hai chân đạp một cái, tự hồ làm ác mộng. Mà tinh thần hắn lập tức buông lỏng, cái loại này kính sợ cảm giác sợ hãi tiêu tán không thấy. Trăng lưỡi liềm. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp nói ra đáp án. Viên đình trầm mặt vài giây, bảo trì lệnh kỳ chỉ tay thủ thế, hỏi, người có thể nhân vật chuyên chúc ban thưởng sao? Không có. Viên đình lại lần nữa trầm mặt, cách mười mấy giây, hắn thở dài thu hồi lệnh kỳ, người thông qua tra lọc, ta sẽ đem kết quả phản hồi cho tổ chức, thái nhất môn đối ma quân truyền nhân phi thường coi trọng, cùng loại kiểm tra thực hư đến tiếp sau khả năng còn sẽ có. Mặt khác, nếu như ngươi phát hiện có hai cái này đặc điểm thần dạ du, cần phải nói cho ta biết, thái nhất môn sẽ có trọng thưởng. Cho nhiều hơn nửa tiền, ta cũng sẽ không cử báo chính mình đấy. Trương Nguyên Thanh không tiếng động nhả ra khí, vỗ bộ ngực nói, một khi phát hiện, ta sẽ lập tức thông tri ngài. Viên Đình hài lòng gật đầu, kỳ thật trở thành ma quân truyền nhân cũng không thấy phải là chuyện tốt, tiên cảnh là có cân đối cơ chế, như loại này có được đặc thù linh cảnh hành giả, thường thường sẽ phân phối đến độ khó cao nhiệm vụ, phải nhớ kỹ, thu hoạch cùng nguy hiểm vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp trương nguyên thanh cười nói mà quân truyền nhân thật đáng thương đây là trong nội tâm lời nói viên đình đem ống đựng bút cùng lệnh kỳ thu hồi cặp công văn đồng thời đưa ra điện thoại di động không ngại lời nói thêm cái hảo hữu ngũ hành trong liên minh thần dạ du quá ít không ai có thể dạy ngươi bản chức nghiệp kinh nghiệm cùng tri thức có cái gì chỗ nào không hiểu ngươi có thể cố vấn ta ngài thật là một cái người tốt trương nguyên thanh vui vẻ quét con ngựa bỏ thêm hảo hữu viên đình cất kỹ điện thoại cười bổ sung muốn thu cố vấn phí phải trả tiền trương nguyên thanh sắc mặt lập tức ngốc trệ đúng rồi ngươi tấn chức thần dạ du nhanh một tuần a viên đình nói chuyện căn cứ chúng ta tổng kết kinh nghiệm tân tấn thần dạ du sẽ ở đến tiếp sau vừa đến hai tuần bên trong lại một lần nữa tiến vào tiên cảnh đại khái suất là nhiều người đối kháng tiên cảnh nói như vậy ta nhiều nhất một tuần lễ sẽ tiếp thu đến nhận chức vụ ta giống như nhớ tới này gia hỏa là ai hắn tối hôm qua buôn bán lời hai ta trăm khối trương nguyên thanh tâm tình lại ngưng trọng lại chờ mong hỏi cái này tức thì tin tức bao nhiêu tiền viên đình cười nói cái này tức thì miễn phí miễn phí à ngài thật là một cái người tốt trương nguyên thanh liền nói ngay vậy ta còn có vấn đề muốn thỉnh giáo viên đội trưởng có thể miễn phí sao xem ngươi vấn đề có đáng tiền hay không viên đình nói thần dạ du đến tiếp sau kỹ năng bên trong có phải hay không có nhật chi thần lực đúng vậy nhưng ta không rõ lắm cụ thể là mấy cấp cái này đã đủ rồi ta đối bản chức nghiệp đến tiếp sau phương hướng có tương đối rõ ràng nhận thức nhật nguyệt âm dương tập trung vào một thân rất khóc sao trương nguyên thanh nói ta không có vấn đề Đưa mắt nhìn thái nhất môn thần dạ du rời đi phòng họp, dọc theo thép chế dưới bậc thang lầu, trương nguyên thanh hướng phía thập trưởng văn phòng đi đến. Vì nhỏ bệnh viện tình huống vẫn là muốn báo cáo, nhưng lý do thoái thác phải sửa lại, không thể bại lộ bất luận cái gì cùng tiểu đậu bị tương quan tin tức, không thể để cho người biết rõ ta có linh bộc. Hiện giai đoạn không được. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch nghe thấy cửa ra vào truyền đến một tiếng tru lên ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn, nguyện thiên thượng nhân gian, đều có thể ngay ngắn rõ ràng, tiếng ca dừng lại, tiếp theo là tiếng đập cửa. Lý Đông Trạch đáp lại nói, vào đi. Chương 38, Điều tra Chương 39, Điều tra Lý Đông Trạch ngồi ở xa hoa sau bàn công tác, đang cầm lấy một thanh sắc bén dao cạo sửa chữa hai phiết tiểu hồ tử ta không thích tu bổ râu ria bởi vì rất phiền toái nhưng vì ưu nhã đây là nhất định phải gánh chịu đại giới lý đông trạch cười cười xem kỹ hắn nói xem ra ngươi thông qua thái nhất môn tra lộc thập trưởng quả nhiên biết rõ thái nhất môn tìm ta mục đích cư nhiên không trước đó cho ta ám chỉ ngươi như vậy sẽ mất đi ta đấy trương nguyên thanh thuận miệng nói chuyện thập trưởng cũng biết ma quân quan phương tổ chức ta ác tổ chức dân gian tổ chức cùng với hoang dại tán tu trung chết ở ma quân trong tay đẳng cấp cao linh cảnh hành giả vượt qua hai tay số lượng hung danh bên ngoài ta tự nhiên sẽ hiểu lý đông trạch biên chăm chú tu bổ chậm râu vừa nói nói chẳng qua lớn như vậy nhân vật cách chúng ta quá mức xa xôi voi có thể sẽ giết chết con kiến nhưng tuyệt sẽ không tận lực đi giẫm đạp con kiến ma quân không phải cái gì người tốt a à, binh ca tại sao cùng loại người này có liên quan trương nguyên thanh thừa cơ nói chuyện thập trưởng làm phiền giúp ta cố vấn một chút gian nam tỉnh bên kia ta nghĩ biết rõ lôi nhất binh bản án tiến triển mặt khác giúp ta tra một chút lôi nhất binh đại học trong lúc hành động quỷ tích nhân tế kết giao chờ một chút càng kỹ càng càng tốt trước đó bởi vì chính mình vẫn là tân thủ khuyết thiếu năng lực cùng kinh nghiệm cho nên đối với binh ca mất tích trương nguyên thanh ông trong lòng trường kỳ nhiệm vụ huyễn tưởng nhưng hôm nay đã biết ma quân thể nhân vật chân tướng sẽ không được không nặng định nghĩa mới binh ca mất tích binh ca vì cái gì mất tích sống hay chết đem ma quân thể nhân vật tặng cho chính mình có cái gì nguyên nhân cái này sau lưng chân tướng bao phủ một tầng lại một tầng sương mù sự quan binh ca sự quan chính mình dù là thực lực bây giờ thấp kém cũng không khỏi không nếm thử thăm dò điều tra binh ca chỉ cấp hắn gửi tới thể nhân vật lại chưa từng lộ ra bất kỳ tin tức gì nguyên nhân trong đó cũng có thể lý giải có chút thời điểm không phải hắn không muốn nói người khác liền nảy ra không ra miệng của hắn hôm nay câu hỏi chính là ví dụ binh ca không nói hơn phân nữa là vì hắn suy nghĩ nhưng nhất định sẽ lưu lại tương ứng manh mối từng bước một dẫn đạo hắn đi thăm dò cởi mở chân tướng vì vậy trương nguyên thanh cần tận khả năng hơn về binh ca tư liệu lý đông trạch suy tư về gật đầu ta sẽ gọi điện thoại nhờ cậy bên kia đồng sự, nhưng điều này cần thời gian. Ở hắn xem ra, Nguyên Thủy quan tâm bạn thân từ bé An Nguy là nhân chi thường tình, nhưng Lý Đông Trạch cảm thấy, thân là linh cảnh hành giả, tiến vào tiên cảnh dài đến một vòng, hơn phân nửa là chết ở bên trong. Nói xong binh ca sự, Trương Nguyên Thanh lúc này mới cắt vào chủ đề, sắc mặt nghiêm túc, thập trưởng, ta có một chuyện bẩm báo. Thấy cấp dưới nghiêm trang, Lý Đông Trạch buông dao cạo, khép lại trang điểm kính, hơi hơi thẳng tắp lưng eo, nói, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lúc này đem gì nhỏ chỗ bệnh viện nháo quỷ? Cũng không ý trung đem anh Linh mang về nhà tình huống, kỹ càng báo cho Lý Đông Trạch, nhưng ở Linh bọc cái này trên tình báo, hắn làm dấu giếm cùng sửa chữa. Đem anh Linh miêu tả thành cái loại này trải qua tế luyện, nhưng không có tấn chức thành Linh bọc ngốc trệ linh thể. Nói lời nói này thời điểm, Trương Nguyên Thanh lắng động tâm tình làm biểu lộ cùng giọng điệu giấu giếm sơ hở sợ bị trinh sát phát giác ra được cuối cùng hắn tổng kết nói ta hoài nghi có linh cảnh hành giả ở trong bệnh viện làm luyện chế linh bọc thí nghiệm rất có thể là thần dạ du nhưng không biết là hoang dại vẫn là quan phương lý đông trạch sắc mặt càng nghe càng kém nhìn không được nắm chặt thủ trưởng cả giận nói a à, ông t r. r i đó là một nền xuống địa ngục gia hỏa ta sẽ làm hắn vì chính mình hành vi trả giá đại giới ta thề thôn phệ linh thể cùng nô dịch linh thể khái niệm bất đồng linh thể tổng hội tiêu tán không thể tránh né thôn phệ là làm sự phát hiện này giống như trước giờ mà đem linh thể luyện chế từ linh bọc khu sử sử dụng có vi nhân đạo huống chi vẫn là một cái anh linh cấm dùng người bình thường linh thể luyện chế linh bộc đồng dạng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo trắng ra giải thích chính là nếu như người nhà của ngươi bằng hữu là đặc thù linh thể sau khi chết bị người luyện chế thành linh bộc, làm cảm tưởng gì? Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói, ta thật muốn dùng giày hung hăng đạp cái mông của hắn. Trương Nguyên Thanh trong lòng thổ tào, châm biếm, thập trưởng miệng thích. Thập trưởng, ta đã siêu độ này đứa bé, cũng theo hắn trong trí nhớ đọc đến đã đến mục tiêu nhân vật, ta nghĩ xin một mình chấp hành nhiệm vụ, rèn luyện một chút. Trương Nguyên Thanh đưa ra ý kiến của mình. Hắn nói xong, đã biết rõ Lý Đông Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Đông Trạch quả nhiên lắc đầu, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng tích lũy kinh nghiệm trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ giảm hố, mà tại linh cảnh hành giả trung, một lần sai lầm, khả năng chính là tử vong. Như vậy đi, làm quan nhã cùng ngươi cùng đi, nàng thể thuật, xạ kích so với ta lợi hại hơn. Tốt thập trưởng. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm mừng thầm. Anh Linh bản án, hắn nhất định phải bắt được quyền chủ đạo, tài năng đem tiểu đầu bị tồn tại che giấu đi qua, nhưng chính như Lý Đông Trạch theo như lời, linh cảnh hành giả sự kiện, nhất định phải cẩn thận, sơ sảy đại giới thường thường là tử vong. Âu Hướng Vinh chính là cái ví dụ. Cho nên, hắn cần một cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ. Khi hắn đưa ra tưởng rèn luyện lúc, Lý Đông Trạch đại khái xuất sẽ buông tha cho tự thân xuất mã, chiếc trung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, làm quan nhã cùng đi. Bởi vì đại gia lòng dạ biết rõ, thân là thần dạ du, lại có quy tắc loại đạo cụ bản thân, trương nguyên thanh có rất cao cho sai suất, bình thường nguy hiểm không làm khó được hắn. Ở trương nguyên thanh xem ra, quan nhã so lý đông trạch muốn dễ gạt gẫm rất nhiều. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm quan nhã. Lý đông trạch từ một tiếng. Đột nhiên cười nhạo nói, ca sướng không sai, lần sau không cho phép lại hát. Khang Dương Khu, Bình Thái Bệnh viện Làm vì một nhà tam giáp bệnh viện, Bình Thái chủ đánh chiêu bài là khoa phụ sản, có mấy danh nên lĩnh vực quyền uy chuyên gia tọa trấn, ở cả nước khoa phụ sản trong bệnh viện có thể xếp trước năm. Màu đen xe thương vụ lái vào bệnh viện, cửa xe tự động trượt ra, quan nhã xem kỹ trương nguyên thanh ngốc trệ gương mặt, ân cần hỏi hang, gần nhất xem điện thoại, máy tính, hình ảnh có bóng chồng sao. Vì cái gì hỏi như vậy? đang tại suy nghĩ như thế nào bắt được mục tiêu trương nguyên thanh thu hồi suy nghĩ. Quan nhã nhếch lên đẹp để khóe miệng, nhảy ngập nước mị nhãn, nét mặt của ngươi nói cho ta biết, gần nhất không có tiết chế a. À. trương nguyên thanh sớm thói quen nàng ngôn ngữ phong cách, không rảnh mà để ý sẽ, nói, thập trưởng để cho ta phối hợp ngươi, loại tình huống này, chúng ta bình thường trước làm như thế nào. Quan nhã thu hồi dáng tươi cười, nghiêm trang nói, trước tập trung mục tiêu nhân vật, lại điều tra hắn trong hiện thực thân phận, người bái kiến bộ dáng của hắn, tập trung mục tiêu không khó. Sau đó cùng hắn tiếp xúc, nếu như đối phương thực lực không được, trực tiếp khống chế. Trái lại, thông tri thập trưởng, bạo lực bắt. Nhưng chúng ta không rõ ràng lắm trong bệnh viện có phải hay không có đồng lõa, không rõ ràng lắm luyện chế linh bọc quy mô, cho nên tốt nhất là trước án binh bất động, đối bình thái bệnh viện làm một lần hiểu rõ. Có thể từ nháo quỷ nghe đồn vào tay, chừng nào thì bắt đầu, xác định đại khái thời gian phạm vi, ngoài trừ anh Linh bên ngoài, còn có hay không mặt khác nháo quỷ nghe đồn. Tra một chút đoạn thời gian kia xảy thai, sanh non ghi chết bé trai nhỏ, mà lại tháng không nhỏ, như vậy quần thể sẽ không quá nhiều, tập trung anh Linh thân phận không khó. Hai nhi tinh thần lực dị thường bạc nhược yếu kém, một khi chết non, sẽ tiêu tán rất nhanh, cho nên đoạn thời gian kia tiếp xúc qua phụ nữ có thai nhân viên, đều là chúng ta tra lọc đối tượng. Trong những người này, nếu có ngươi hỏi Linh thấy mục tiêu, vậy áp dụng bắt, nếu như không có, kia nói rõ có đồng lõa. Mạch suy nghĩ tốt rõ ràng, cái này là trinh sát sao Trương Nguyên Thanh nghe sững sờ sững sờ, nói, ta gì nhỏ ngay tại trong bệnh viện, ta không quá phương tiện đi khoa phụ sản, không bằng chia nhau hành động, Linh thể tương quan nội dung ta tới ra, khoa phụ sản bên kia, ngươi đi sờ sờ đấy. Hai người xuống xe, đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, ở phòng khám bệnh cao ốc bên ngoài chia nhau hành động. Tiến vào cao ốc, ngồi thang máy đi vào tầng thứ tư, quan nhã ánh mắt đảo qua nguyên một đám hoặc bụng dưới hơi gồ lên, hoặc bụng lớn béo về phụ nữ, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đâm đầu đi tới một người mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ, mượt mà trứng ngỗng mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, con mắt đại mà sáng ngời, cái mũi đẹp để tinh xảo cao ngất, như gần sóng tóc choàng tại trên lưng. Trong miệng ngậm lấy một khối đường, Quai hàm hơi cổ, điều này làm cho nàng càng lộ ra ngọt ngào đáng yêu. Quan nhã tự kiềm chế mỹ mạo, có thể thấy được cái này tố nhan nữ bác sĩ, vẫn như cũ sinh lòng tán thưởng. Nàng rất nhanh nghênh đón tiếp lấy, ngăn tại nữ bác sĩ trước mặt, cười nói, bác sĩ, ta gần nhất ý định chuẩn bị chữa, không biết phải chú ý thứ gì đó. Bên kia, Trương Nguyên Thanh đi vào yên lặng trong hành lang, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. A ba A ba mượt mà đáng yêu, tóc máu thưa thất hài nhi nằm rạp trên mặt đất, đèn lúng liếng con ngươi nhìn xem Trương Nguyên Thanh, hồn nhiên ngây thơ. Trương Nguyên Thanh như nó truyền đạt, tự do hoạt động, đi chơi các loại ý niệm trong đầu. Hắn ý định lợi dụng tiểu đậu bị dẫn xà xuất động, một cái chân quý linh bọc mất đi, người sau lưng tất nhiên sẽ tìm kiếm, khi hắn phát hiện anh Linh lại mới xuất hiện ở trong bệnh viện, nhất định sẽ bị hấp dẫn tới đây. Lui một bước nói, coi như dẫn xa xuất động kế hoạch thất bại, tiểu đậu bỉ cũng có thể dẫn hắn tìm được người giật dây, nó đối luyện chế chính mình gia hỏa sẽ có ấn tượng, thậm chí thiên nhiên thân cận. Đạt được trương nguyên thanh cho phép, tiểu đậu bỉ vui sướng huy động tứ chi, dọc theo hành lang bò lên. Trương Nguyên Thanh một đường đi theo nó, đi vào lầu 4. Đẩy ra hành lang cửa, tiến vào đợi khám bệnh đại sảnh, lại bám theo một đoạn đi tới khoa phụ sản. Tên kia thật sự ở khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền đến, phải không phải không, ngươi cũng ưa thích cái kia bài tử mỹ phẩm dưỡng da. Ta thường xuyên ra ngoại quốc, quay đầu lại giúp ngươi mang một điểm tới đây. Đây là quan nhã âm thanh. Theo tiếng nhìn lại, nữ nhân này đang cùng một cái nữ bác sĩ chuyện trò vui vẻ, liếu riếu tán gẫu. Cái kia mặc đồ trắng áo dài nữ bác sĩ, chính là hắn gì nhỏ. Gặp quỷ rồi. Trương Nguyên Thanh đè thấp vành nón. Tận lực làm ánh mắt dời xuống, không nhìn tới gì nhỏ, tránh cho ánh mắt giao hội. Mặc dù đeo khẩu trang cùng mũ, vốn lấy gì nhỏ đối với hắn quen thuộc, lấy hai người hiểu rõ, chỉ nhìn con mắt có thể nhận ra là hắn. Lúc này, hắn trông thấy tiểu đầu bị vui sướng hướng phía gì nhỏ bò qua đi. Chương 39, Hắn Chương 40, hắn cái này dưa trẻ con, tại sao lại chạy gì nhỏ đi trương nguyên thanh trong lòng nghĩ chửi mẹ, hắn lại lần nữa đè thấp vành nón, dùng ánh mắt còn lại đuổi theo tiểu đậu bỉ. Anh Linh ngốc trung lộ ra linh hoạt bò tư, nhanh chóng đến gần Giang Ngọc Nhị, sau đó mở ra hai tay ông lấy bắp chân của nàng, đem mình treo ở phía trên. Cái này, cái này, nó vì cái gì như vậy ưa thích gì nhỏ. Trương Nguyên Thanh ngẩn người, biểu lộ dần dần phức tạp. Giang Ngọc Nhị hồn nhiên chưa phát giác ra, đàm phán tính mười phần cùng quan nhã nói chuyện. "Chồng ngươi không có cùng ngươi tới sao?" "Hắn vẫn còn học đại học đâu." "À, sinh viên." "Ta cháu ngoại trai cũng là sinh viên, có thể hắn đến bây giờ còn không có đối tượng." "Phải không?" "Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, mắc cỡ chết người." Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, ngươi đều tốt nghiệp tham gia công tác 2 năm, lúc đó chẳng phải độc thân cậu ngươi xem không dậy nổi ai đó. Lúc này, hắn trông thấy tiểu đậu bị chủ động từ nhỏ di trên đùi trật xuống tới, nằm rạp trên mặt đất vẫn lên đầu, tự hồ ở phân biệt cái gì, sau đó, nó nhanh chóng bò hướng hành lang ở chỗ sâu trong, nằm sắp hướng trong đó một gian phòng khám bệnh văn phòng. Trương Nguyên Thanh giật mình. Bất động thanh sắc mở rộng bước chân, lặng yên theo đuôi. Chờ tiểu đậu bị bò vào kia gian phòng mạch, cách mười mấy giây, Trương Nguyên Thanh không đến xỉa tới đi đi qua, giả trang chính mình đi ngang qua. Phòng mạch cửa nửa rộng mở, trước bàn làm việc, ngồi một vị mặc đồ trắng áo dài tuổi trẻ bác sĩ, người này ngủ quan hình dáng nhu hòa, có một làng làm cho người ta thoải mái phong độ của người trí thức. Giờ phút này hắn đang thẳng tắp lưng eo, tập trung tinh thần cảm ứng đến cái gì? Tiểu đầu bị bò tới trên bàn, tự ngu tự nhạc chơi đùa. Là hắn thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được tiểu đậu bị đối với người này có đặc thù thân cận cảm. Hơn nửa tuổi trẻ bác sĩ rất nhỏ tứ chi động tác, sơ bộ phán đoán, trong phòng vị thầy thuốc này, chính là âm thầm luyện chế linh bộc linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh không làm kinh động đối phương, quay người rời đi, đi vào đời khám bệnh đại sảnh, đón lấy bấm quan nhã điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng đã bị quan nhã dập máy, nga khoảnh, còn lai ngự tỉ nệnh bước hai cái đại chân dài đi tới. Ta hỏi thăm ra tới rồi, nháo quỷ nghe đồn là từ nửa tháng trước bắt đầu, số lượng sẽ không quá nhiều, chúng ta trực tiếp điều lấy phòng khám bệnh bệnh lịch, sau đó lại muốn một phần khoa phụ sản nhân viên công tác danh sách. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, ta tập trung mục tiêu. Nhanh như vậy. Quan nhã sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, là ai? Là khoa phụ sản bác sĩ, bộ ngực hắn treo bài thượng viết tên là Vương Thiên, ngay tại hành lang phía bên phải đệ tứ phòng khám bệnh văn phòng. Trương Nguyên Thanh dò hỏi, kế tiếp làm như thế nào? Quan Nhã trầm ngâm vài giây, nói, ta đi trước dò xét một chút, thử xem hắn sâu cạn, lại quyết định có muốn hay không gọi điện thoại cho thập trưởng thỉnh cầu trợ giúp. Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ nói, ngươi ý định như thế nào thăm dò hắn sâu cạn? Tổng cảm giác lời của ngươi là lạ, lão tư cơ nở nụ cười một tiếng. Tiếp theo trong mắt sáng lên nhàn nhạt bạch quan, xem kỹ Trương Nguyên Thanh, nói, thân thể tố chất của ngươi không sai, khí huyết hương thịnh, trong cơ thể thái âm chi lực coi như hùng hậu, đại khái tương đương với một cấp trung kỳ tiêu chuẩn. Người bây giờ tâm tình là hiếu kỳ, cảnh giác, cùng với nhàn nhạt địch ý, nhưng không phải đối với ta, thấy trương nguyên thanh một chút há to mồm, quan nhã nở nụ cười, thấy rõ, là một cấp trinh sát kỹ năng. Ta có thể nhìn thấu đối thủ đại khái tiêu chuẩn, giới hạn với siêu phạm cảnh. Trong vòng 10 giây ta không có đi ra, ngươi cùng tới đây, trong vòng 10 giây ta như đi ra chúng ta liền gọi điện thoại cầu viện. Nàng đeo lên kính râm, lắc mông chi, một lần nữa đi về hướng khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn nàng tiến vào phòng mạch, yên lặng đến tới 10, thấy quan nhã còn chưa có đi ra, lập tức đè thấp vành nón, bắt đầu hành động. Khi hắn phản hồi phòng mạch, quan nhã đang ngồi ở tuổi trẻ bác sĩ đối diện, cùng hắn trao đổi chuẩn bị chữa thường thức. Các ngươi, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi mà quay lại, cũng đóng cửa lại phòng cửa, tuổi trẻ bác sĩ nhướng mày. Quan nhã hai tay ôm ngực, cười nói, "Chúng ta là ngũ hành liên minh, Khang Dương khu linh cảnh hành giả tiểu đội thứ hai. Ngươi nghi có liên quan đến trái pháp luật luyện chế linh bộc, mời phối hợp điều tra." Tuổi trẻ bác sĩ trầm mặt, ánh mắt đảo qua hai người, cao giọng nói, "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, xin không cần gây trở ngại ta công tác, không phải vậy ta sẽ cân nhắc báo cảnh sát." Hắn vừa nói một bên đứng dậy đi về hướng cửa ra vào kêu lên không muốn chận cửa ta còn có bệnh nhân mắt thấy đối phương hướng chính mình đi tới trương nguyên thanh lặng yên kéo căng cơ bắp tùy thời chuẩn bị tiến vào dạo đêm trạng thái trong lòng của hắn cũng không hoảng quan nhã nếu như ở tại chỗ này nói rõ nàng thấy rõ ra thực lực đối phương không được bằng vào chính mình hai người có thể giải quyết trương nguyên thanh đã chuẩn bị nghênh đón đối phương phản kháng nhưng vào lúc này hắn trông thấy tuổi trẻ bác sĩ lộ ra bi thương thần sắc, dùng trầm thấp ưu thương giọng điệu hát lên ca, hồi tưởng chúng ta đi qua những cái kia khúc chiết, chỉ có hai người chúng ta người khác không có cách nào khác hiểu được, người nói ngươi mệt mỏi, có thể hay không buông tha ta, nghe bi thương tiếng ca, trương nguyên thanh trong nội tâm phát lên một làn khó tả thương cảm, mỏi mệt, bất đắc dĩ, cùng với hứng thú hết thời. Đau khổ dây dưa có ý nghĩa gì? Không bằng buông tay vì vậy yên lặng dịch chuyển khỏi vị trí, không hề chận cửa miệng. Bạn công tác biên quan nhã mãnh liệt đứng dậy, xoay eo, xoay người, quét chân, dậy cao gót, cạch đát, rung động. Bạch Đang muốn đào tẩu tuổi trẻ bác sĩ, mang theo tiếng gió đá ngang hung hăng rút trúng eo bên cạnh, kêu trên bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, sắc mặt tái nhật bụng lấy, sườn, lôi thôi bộ, héo đốn đầy đất. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh thoát khỏi bi thương cùng mệt mỏi trạng thái. Ta đang suy nghĩ gì? Ta vì cái gì sẽ đối với một người nam nhân mệt mỏi giác không thương? Hắn vẽ mặt mờ mịt. Nguyên lai like là nhạc sĩ A, quan nhã vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ngươi chẳng những nghi có liên quan đến trái pháp luật luyện chế linh bộc, hơn nữa chống lại lệnh bắt, sử dụng. Năng lực đối phó quan phương linh cảnh hành giả. Nàng xem liếc một cái trương nguyên thanh, bổ sung, Đối với chúng ta quan phương nhân viên tâm linh tạo thành cực lớn bị thương, hiện tại chính thức bắt ngươi. Tuổi trẻ bác sĩ bụng lấy kịch liệt đau nhức, sườn, lôi thôi bộ, sắc mặt tái nhợt, các ngươi không thể bắt ta, ta là chỉ sát cung cung người, chỉ sát cung cùng ngũ hành liên minh nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi không thể tùy ý bắt ta. Quan nhã đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trương nguyên thanh nhỏ giọng hỏi, chỉ sát cung chỉ sát cung là tùng hải bổn địa một cái linh cảnh hành giả tổ chức không chính thức cung chủ là một vị đẳng cấp cao linh cảnh hành giả quan nhã giải thích nói nên tổ chức cung chủ là cao đẳng cấp linh cảnh hành giả cùng chúng ta phân bộ ký qua không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị ngũ hành liên minh không thể tùy ý bắt xử trí chỉ sát cung người cái này người của tổ chức tính cách đều rất cực Đoàn, mỗi ngày đêm, lấy chiến dừng lại chiến, lấy giết dừng lại giết, khẩu hiệu treo ở bên miệng, kia cung chủ càng là cái điên phê, cho nên chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, chúng ta phân bộ cao tầng nguyện ý lui một bước, hài hòa chung sống. Ngươi không thể vũ nhục chúng ta cung chủ. Tuổi trẻ bác sĩ hàm ẩn tức giận nói. Không xâm phạm lẫn nhau điều kiện tiên quyết là các ngươi an phận thủ thường, ngươi nếu như làm trái pháp luật sự, như vậy ai cũng cứu không được ngươi quan nhã khuôn mặt như tráo sương lạnh, ánh mắt lợi hại. Giờ khắc này, nàng không còn là chỉ biết lái xe lão tư cơ. Mà là nghiêm khắc lạnh khốc chấp pháp giả. Không, ta không có trái pháp luật, không có luyện chế linh bộc. Vương Thiên trầm giọng biện giải cho mình. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, không có ý đồ đứng dậy, sợ rước lấy hai gã quan phương linh cảnh hành giả thô lỗ đối đãi. Cần ta cho ngươi nhắc nhở sao, đứa bé kia, trương nguyên thanh cười lạnh nói. trong lòng của hắn tính toán xử trí như thế nào người này, nếu là cái chuyện xấu làm tận linh cảnh hành giả, kia tự nhiên là gì có tận gốc. nếu như chỉ liên quan đến luyện chế linh bộc, đó chính là giải quyết việc chung, dựa theo ngũ hành liên minh chế độ tới. sau đó tận lực làm chuyện này tại chính mình trong tay giải quyết. nhưng hắn trong nội tâm có cái nghi vấn, thông qua vừa rồi đi ngang qua quan sát người này tự hồ có thể cảm ứng được anh Linh, nhưng vô pháp thiết thực trông thấy. Nghe được hai tử, hai chữ, vương thiên sắc mặt đột biến, chợt nói, nguyên lai là bởi vì này sự kiện. Các ngươi đã hiểu lầm, ta không có luyện chế linh bộc, ta chỉ là một cái nhạc sĩ, không có luyện chế linh bộc năng lực, đứa bé kia là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Đúng vậy, hắn, hắn là tỷ của ta chết non hai tử. Trương Nguyên Thanh cùng quan nhã liếc nhau người phía trước giận tím mặt, ngươi liền thân ngoại sanh đều không buông tha. Trương Nguyên Thanh lời nói tựa hồ chọc giận Vương Thiên, hắn tâm tình có chút kích động nói, không, ta nói đó là ngoại ý muốn. Hơn nửa tháng trước, tỷ tỷ của ta trong nhà ngã sắp xuống, nước ối vỡ tan, chảy máu, bào thai trong bụng té bị thương, nàng khi đó đã mang thai 7 tháng, bệnh viện lập tức cho nàng làm sanh nở bằng cách mổ bụng, nhưng hài tử tình huống cũng không lạc quan. Vì bảo trụ hài tử, ta hướng tổ chức xin một kiện đạo cụ, muốn mượn đạo cụ lực lượng cứu vãn còn chưa ra đời cháu ngoại trai. Nhưng cuối cùng vẫn là chết non. Âm kém dương sai, món đó đạo cụ giao phó hắn linh lực, làm hắn đã trở thành một cái đặc thù linh. Thiếu kinh nghiệm cùng kiến thức trương nguyên thanh, nghiêng đầu nhìn nhìn quan nhã. Còn lai mỹ nhân suy nghĩ một lát, từ một tiếng, nhạc sĩ cái nghề nghiệp này, giống như quả thật có chăm sóc năng lực, ta từng tại trong tư liệu xem qua, chẳng qua không phải siêu phàm giai đoạn kỹ năng, không phải siêu phàm giai đoạn năng lực, cho nên này gia hỏa mới chịu hướng tổ chức sinh đạo cụ. Trương Nguyên thanh âm thầm suy nghĩ. Tuổi trẻ bác sĩ thấp giọng nói, các ngươi là bởi vì nghe nói nháo quỷ nghe đồn mới tìm tới a. À? Bởi vì món đó đạo cụ nguyên nhân, nó vẫn luôn không có tiêu tán, ngày qua ngày bồi hồi ở trong bệnh viện. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí không biết mình là một cái linh thể hắn khát vọng có người có thể chú ý tới mình bản năng thân cận lớn tuổi nữ tính cho nên khí huyết có thiệt thòi người ngẫu nhiên sẽ cảm ứng được hắn trương nguyên thanh nói cho nên ngươi liền cái gì đều mặc kệ như thế nào quản nhạc sĩ chức nghiệp giao phó ta cực cao linh tính ta có thể cảm ứng được hắn nhưng ta vô pháp như thần dạ du như vậy tiếp xúc linh thể vô pháp cùng hắn trao đổi ta có thể làm cũng chỉ có cùng hắn thẳng đến hắn linh thể hao hết triệt để tiêu tán nói những lời này thời điểm vương thiên trong mắt hiện lên một vòng đau thương trương nguyên thanh nhịn không được mịt mờ nhìn lướt qua ở trên bàn sách tự ngu tự nhạc tiểu đậu bỉ không có ai thấy được nó không có ai để ý nó ở đi qua trong cuộc sống nó là hay không chính là như vậy tiêu ma cô đơn lạnh lẽo thời gian kỹ càng nhắm nuốt vương thái lời nói trương nguyên thanh phát hiện hết thảy đều rất hợp lý chính là bởi vì như thế cho nên bệnh viện nháo quỷ cho nên anh linh mới có thể đi theo nhiễm thần dạ du khí tức gì nhỏ về nhà bản thân nó chính là vô chủ nhạc sĩ cậu vô pháp khống chế linh thể trương nguyên thanh nhìn về phía quan nhã hỏi thăm cái nhìn của nàng quan nhã khẽ vuốt càm trinh sát có thể xem thấu một ít vụng về nói dối cái này vương thiên nói lời không có sơ hở không tồn tại nói dối quan nhã hỏi ngươi tỷ tên gọi là gì? Vương Thiến. Đem ngươi thẻ căn cước lấy ra. Kiểm nghiệm qua thân phận của đối phương chứng nhận, quan nhã đem thẻ căn cước đưa trả lại cho Vương Thiên, nói, chúng ta sẽ xác minh ngươi tỷ tình huống, sẽ báo cáo cho tổ chức, làm tổ chức liên lạc chỉ sát cung, nghiệm chứng lời của ngươi. 24 giờ bên trong, chúng ta sẽ đánh tiếp điện thoại liên lạc ngươi, trước đó, hy vọng ngươi không muốn rời đi Tùng Hải. Vương Thiên nhã ra khí, khẽ gật đầu. Quan Nhã lúc này yêu cầu số điện thoại di động, rồi sau đó mang theo Trương Nguyên Thanh rời đi. Trương Nguyên Thanh âm thầm chỉ dẫn tiểu đậu bỉ theo bọn hắn, chờ ra khoa phụ sản, lấy cớ nhà vệ sinh, bắt nó. Không, đem hắn thu hồi trong thân thể. Hai tầng thủy tinh lầu, khu làm việc. Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã leo lên lầu 2, phát hiện Lý Đông Trạch không tại, lão tư cơ hô, vương thái, thập trưởng đâu. Vương Thái cũng không ngẩng đầu lên. Đáp lại nói, các ngươi vừa đi không bao lâu, thập trưởng liền ra ngoài rồi, Phong Huy khu bên kia phát hiện Vu Cổ sư hành tung, đang tại tổ chức nhân thủ bắt, thập trưởng đáp ứng lời mời đi qua hỗ trợ. Vu Cổ sư, linh năng hội thành viên, là quỷ nhãn phán quan sự kiện đến tiếp sau. Trương Nguyên thanh nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, quan nhã tỷ, nhiệm vụ báo cáo để ta làm viết a, à, thập trưởng không tại cũng không cần ở trước mặt hồi báo cho mà văn bản hình thức báo cáo có thể thao tác tính rất cao rất hiểu sự sao quan nhã cũng vui vẻ nói vương thái thay ta điều một chút chỉ sát cung lập hồ sơ nhân viên tin tức mấy phút sau trương nguyên thanh đùng đùng đánh bàn phím từ quan nhã chỗ đó học tập đến rất nhiều viết báo cáo tinh túy hắn am hiểu sâu tránh nặng tìm nhẹ nói nhảm hết bài này đến bài khác sáng tác kỹ xảo đảm bảo lý đông trạch thô sơ giảng lược quét mắt một vòng liền mất đi tế độc tâm tình nô dịch linh thể là trái pháp luật nhưng tiểu đậu bỉ có được trí không nhất định không phải những cái kia còn sót lại tinh thần lực ngốc trệ linh thể bóp chết hắn chính như cùng bóp chết sinh mệnh trương nguyên thanh quyết định đem anh linh lưu lại hảo hảo bồi dưỡng toàn bộ giữa trưa cùng buổi chiều trương nguyên thanh ở học tập tiên cảnh tri thức các đại chức nghiệp đặc tính tà ác tổ chức cùng quan phương tổ chức giới thiệu bên trong vượt qua. Trong lúc cùng quan nhã lại nhải nói chuyện phím, lão tư cơ lộ ra rất vui vẻ, bởi vì nguyên thủy không giống vương thái nhàm chán như vậy. Vương thái cũng rất không vui, bởi vì bọn họ quá ôn. Tới gần tan tầm, Trương Nguyên Thanh nhận được Lý Đông Trạch điện thoại. Thập trưởng Bình Thái bệnh viện sự giải quyết xong, nhiệm vụ báo cáo ta đã phát đến ngươi hầm thư. Ngươi ở đơn vị sao? Lý Đông Trạch trực tiếp lượt qua nhiệm vụ báo cáo sự. Đúng vậy, đang chuẩn bị tan tầm. Ngươi lưu một chút, ta giấy thông hành cơ tới đón ngươi, có chuyện cần phiền toái ngươi. Chương 40, Vu Cổ Sư Chương 41, Vu Cổ Sư chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trong nội tâm có suy đoán, Phong huy khu bên này đã xảy ra linh cảnh hành giả gian chiến đấu, một chết một tổn thương, cần ngươi tới đây hỏi linh. Lý Đông Trạch bên kia âm thanh âm ỉ, tự hồ có người ở cãi lộn. Quả là thế, là hắn biết là hỏi linh, thập trưởng tiền chính mình khẳng định không phải là cầu viện, mà phương diện khác, hắn cũng giúp đỡ không bận, dù sao hắn vẫn còn con nít. Phong huy khu thần dạ du đâu? Thái nhất môn ở Tùng Hải từng cái đại khu đều an bài thần dạ du, Khang Dương khu bên này là Viên Đình. Phong Huy khu tự nhiên cũng sẽ có. Người chết là một gã vu cổ sư, vu cổ sư linh thể nổi danh tài dị hung ác điên cuồng, mà vị kia vu cổ sư còn có chút không giống với. Phệ Linh mạo hiểm có chút lớn. Thái nhất môn thần dạ du không muốn mạo hiểm, cùng chúng ta Phong Huy khu đồng liêu nổi lên tranh chấp. Lý Đông Trạch trong thanh âm lộ ra trầm thấp. Nói xong, điện thoại bên kia tiền ồn ào càng thêm kịch liệt vu cổ sư linh thể. Trương Nguyên Thanh nghe vậy vui vẻ, mấy ngày nay nhìn không ít chức nghiệp tư liệu, nếu là dựa theo tinh thần lực phân chia, thần giả dạ du cùng huyễn thuật sư đặt song song đệ nhất. vu cổ sư thứ hai. Điều này có thể dâng lên thiệt nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh cau mày nói, Thái Nhất Môn cũng là quan phương tổ chức, đây là phạm vi chức trách bên trong sự, không có ai quản hán sao. Cho dù có mạo hiểm, nhưng nếu như hưởng thụ lấy quan phương phúc lợi cùng đãi ngộ, nên làm việc, mà không phải ngồi không ăn bám. Thái nhất môn cùng ngũ hành liên minh bất đồng, thần dạ du số lượng thư thớt, trưởng lão hội ở Kinh Thành, từng cái đại khu thần dạ du đội trưởng đều là cùng cấp. Lý Đông Trạch trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Trách cứ đương nhiên có thể. Nhưng muốn đánh báo cáo nhanh cho Kinh Thành, Tùng Hải không có hiện quản. Về sau nhất định sẽ trách cứ, có thể dưới mắt muốn trước làm việc. Mà bởi vì vu cổ sư linh thể hung tàn, khu khác thần dạ du sẽ không vì người khác khu trực thuộc sự kiện mạo hiểm. Lúc này, ngũ hành liên minh chính mình thần dạ du tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Ta lập tức tới ngay. Trương Nguyên Thanh nói chuyện. Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy máy biến điện năng thành âm thanh bên trong có người nói chuyện, Lý Đông Trạch, người cách làm như vậy không ổn, mặc dù ta rất cần hỏi Linh, nhưng hắn vẫn là một cấp. Tiếng nói im bặt mà dừng. Lý Đông Trạch cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lão tư cơ chuyển động ghế làm việc, hồi quá thân lai, like, cười nói, nghe thanh âm, giống như là nhị đội Lý Nguyên Phương phong huy khu nhị đội thời gian rất lâu không có lập công, công trạng vẫn luôn lót đấy, cho nên cái kia khu thần dạ du cái giá mới lớn như vậy. Lý Nguyên Phương Tên rất hay Trương Nguyên Thanh trong nội tâm thổ tào, châm biếm quan nhã bổ sung phong huy khu nhị đội đội trưởng cũng là chúng ta bạch hổ binh chúng lão tư cơ vứt ra một cái mị nhãn tới đây nàng là ám chỉ ta cùng với bạch hổ binh chúng tần giữa nhóm đánh tốt quan hệ ban ơn lấy lòng trương nguyên thanh ánh mắt phức tạp nói quan nhã tỷ người đối với ta tốt như vậy có phải hay không yêu mến ta tưởng trâu già gặm cỏ non phốc cách bàn vương thái đang tại uống nước thoáng cái phun tới hắn có chút hoảng sợ nhìn xem hai vị đồng sự, bọn hắn lúc nào tốt hơn, ta vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Trâu già. Quan nhã mày lá liễu dựng thẳng lên, trần bóng cái trán gân xanh nhảy lên, cắn nở nang cánh môi, nguyên thủy, ta cảm thấy được lại thập trưởng xe trở về trước đó, chúng ta còn có một tràng chiến đấu thời gian. Ta sai rồi. Trương Nguyên Thanh có được giảng được. Màu đen xe thương vụ lái vào phong huy khu cục an ninh xuyên thấu qua cửa sổ xe thủy tinh, Trương Nguyên Thanh trông thấy Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, sớm chờ ở văn phòng cao ốc trước. Xuống xe sau, hai người gật đầu kỳ ý, sau đó một chỗ tiến vào văn phòng cao ốc. Mấy phút sau, đi vào nhà xác. Nhà xác bên ngoài, rộng rãi sáng ngời hành lang bên trong, tụ tập bảy tám tên linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh tùy ý đảo qua đi, căn cứ đối phương vẻ ngoài, khí chất, suy đoán nghề nghiệp của bọn hắn. Vạm vỡ, hoặc nhìn rất táo bạo, hỏa sư không có chạy. Trên bờ vai đứng chim chính là cái gì chức nghiệp? Từ, thập trưởng đã từng nói qua, bách hoa hội mộc yêu nhiệt tình yêu động vật biểu lộ chất phát vừa nhìn chính là thổ quái. Này đó linh cảnh hành giả thần sắc đều có chút phẫn uất. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía chào đón trung niên nam nhân, người này tuổi chừng 40, trong hai mắt hãm, mũi ưng môi mỏng, làm cho người ta cảm giác lăng lệ ác liệt mà nghiêm túc, giới thiệu một chút, vị này chính là Phong Huy khu nhị đội đội trưởng, ba cấp trinh sát, tiên cảnh là Đại Đường Lý Nguyên Phương. Lý Đông Trạch giới thiệu đối phương dứt lúc, khóe miệng nổi lên nụ cười. Lý Đông Trạch, ngươi hận không thể mỗi ngày hướng người khác giới thiệu ta tiên cảnh. Trung niên nhân thở dài, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, mặt nghiêm túc bàn lộ ra một vòng mỉm cười. Trước đây ít năm si mê Đại Đường bối cảnh phim truyền hình, liền lấy cái tên này. Ngươi chính là chúng ta bạch hổ binh chúng mới mời chào thần dạ du a, tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự. Không biết có hay không gọi địch nhân kiệt, hai người gặp được nhất định rất giới, không, rất khôi hài. Trương Nguyên Thanh cố nén cười, nóng bỏng cùng đối phương nắm tay, một miệng một cái đội trưởng tốt. Điều này làm cho Lý Nguyên Phương trên mặt dáng tươi cười càng nhiều. Vẫn là tự chúng ta thần dạ du tốt. Cảm khái một câu, hắn nói tiếp, chuyện đã xảy ra nghe lý đông trạch đã nói a à. thật xin lỗi thái nhất môn trú phong huy khu thần dạ du cự tuyệt hỏi linh chúng ta không có cách nào chỉ có thể cầu trợ ở ngươi vạm vỡ người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng coi như thôn phệ vu cổ sư có mạo hiểm nhưng là không đến mức muốn mạng người chẳng lẽ chúng ta ở một đường cùng tà ác chức nghiệp chém giết sẽ không có mạo hiểm thái nhất môn thần dạ du luôn cao cao tại thượng mỗi lần tìm bọn hắn làm việc giống như là chúng ta xin bọn hắn giống nhau. Trên bờ vai đứng chim người trẻ tuổi cười nói, cho nên nói, vẫn là người một nhà tốt. Lý Nguyên Phương vẫy vẫy tay, cắt ngang cấp dưới bực tức, trầm ngâm nói, mặc dù Lý Đông Trạch cho ngươi đánh qua cam đoan, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, vu cổ sư tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại hỗn loạn nóng nảy, mà tên kia người chết là ba cấp vu cổ sư. Hắn lưu lại linh thể phi thường nguy hiểm, ngươi có nắm chắc không? Mấy vị đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm chờ mong. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không có vấn đề, ta có nắm chắc. Phong Huy khu linh cảnh hành giả nhóm mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Nguyên Phương biểu lộ khẽ buông lỏng, xem Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhiều vài phần nhận đồng. Phiền toái. Hắn gật đầu nói chuyện. Lý Đông trạch lúc này dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào nhà xác, cũng đóng cửa lại đem chờ mong tiến đến vây xem phong huy khu các đồng nghiệp ngăn tại bên ngoài. Lý Đông Trạch chống thủ trường, đi đến một trận thép chế ngừng thi trước xe, xốc lên che ở thi thể trên người vải trắng. Trong thấy vải trắng ở dưới thi thể, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cổ thi thể này có một đầu màu xanh lá cây tóc ngắn, màu nâu đậm làn da thô ráp kiên cường dẻo dai. Khuỷu tay, đầu gối chờ các đốt ngón tay ở, bao trùng dày đặc chất sừng, tự như áo giáp móng tay có mực sắc, cuối cùng bén nhọn uống lượng, ẩn chứa kịch độc. Bộ mặt của hắn làn da cũng là màu nâu đậm, tan rã ảm đạm đồng tử dựng thẳng như mắt trắng, ánh mắt là màu hổ phách. Lý Đông Trạch một tay trụ trường, giải thích nói, siêu phàm cảnh vu cổ sư có hai đại thủ đoạn, một là dưỡng cổ, lợi dụng cổ trùng giết người ở vô hình. Hai là cùng cổ đồng hóa, căn cứ cổ trùng đặc tính, đạt được một hạng năng lực, do đó đề cao cận thân chém giết năng lực ví dụ như tự lành năng lực, sinh mệnh lực, lực lượng, tốc độ, độc tính. Trương Nguyên thanh cảm khái nói, nghe rất mạnh, không hổ là tà ác chức nghiệp. Đáng nhắc tới, bản thổ tiên cảnh chức nghiệp trung, vu cổ sư, huyễn thuật sư, cổ hoặc yêu đều là đứng đầu chức nghiệp, cùng thần dạ du đạt song song. Cho nên tà ác chức nghiệp chỉ có ba loại, mà lại số lượng không thể cùng quan phương linh cảnh hành giả so sánh với. Lý Đông Trạch nói hắn là ở hóa cổ lúc bị giết, thân thể vẫn luôn bảo trì này bức bộ dáng, à, chết một chút cũng không ưu nhã. Chính là bởi vì cùng cổ trùng dung hợp, cho nên linh thể tràn ngập lệ khí cùng thú tính. Tinh thần ô nhiễm thật lớn, đây cũng là thái nhất môn thần dạ du không muốn đụng nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hắn có phục ma sử hộ thể, không e ngại tinh thần ô nhiễm. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, cùng hắn giao thủ cũng là vu cổ sư, người của chúng ta đi đến sau đánh chết một người tên còn lại bị thương đào tẩu sơ bộ hoài nghi người này có thể là linh năng hội thành viên hoặc là hát vô thường cấp dưới nắm chặt thời gian a nhìn xem lần này có thể được đến đầu mối gì ta nghĩ bên ngoài nhị đội các đồng nghiệp đã không thể chờ đợi được trương nguyên thanh gật gật đầu mở ra một vật phẩm lấy ra phục ma sử giao cho lý đông trạch đón lấy đi đến loại nhân hình thi thể biên tỉnh lại ngủ say tại đây cổ thân thể bên trong lưu lại tinh thần lực. Một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi trồi lên, vẻ mặt đang thường người, lộ ra hung ác điên cuồng cùng che lấp. So âu hướng vinh linh thể còn muốn nóng nảy, đã muốn ăn nó, lại không muốn ăn nó trương nguyên thanh yên lặng thở dài, đáy mắt hiện lên đặt dính hát quan, chiếm cứ hốc mắt, há mồm khẽ hấp, đem linh thể nuốt vào phần bụng. Mi tâm một hồi trướng đau, vô số phân loạn trí nhớ trong đầu hiện lên những ký ức này rách nát mất trật tự. Trương Nguyên Thanh nửa xem nửa đoán hiểu rõ đến chết người bộ phận nhân sinh trải qua. Vị này vu cổ sư ở trở thành linh cảnh hành giả trước, là không việc làm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chuyên môn thay một ít cho vay nặng lãi tài chính công ty thu nợ, ở quán ăn đêm xem tràng tử, chơi tiên nhân khiêu, bức bách nơi khác nữ tính bán xuân chờ một chút. Chuyện xấu làm tẩn, sinh hoạt lại qua có tư có nhuận. Nhân duyên tế hội phía dưới, đạt được tiên cảnh ưu ái, trời gián thể nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Hắn cho mình lấy tên ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, trở thành linh cảnh hành giả sau. Hứng thú với làm từ thiện, làm tính gộp lại đến nhất định được đạo đức trị số, liền bắt đầu giết chóc người bình thường, gian ngân nữ tính, phát tiết đáy lòng ác niệm. Này đó rách nát mất trật tự trí nhớ đối trương Nguyên Thanh mà nói là thống khổ, hắn tam quan nhận lấy mãnh liệt trùng kích, miệt thị hết thảy lệ khí trong lòng sinh sôi. Lúc này, hắn đọc đến đã đến muốn, mấu chốt tính trí nhớ. Một gian sữa sang xa hoa phòng trà bên trong, trên nửa khuôn mặt bị làm bằng bạc mặt nạ bao trùm nam nhân, ngồi ở thủy tinh bên bàn tròn, thưởng thức gốm sứ trong chén nước trà. Hắn nhìn về phía bàn tròn đối phương, Trương Nguyên Thanh. Nói chuyện, quỷ nhãn phán quan đã chết, linh năng hội đông khu vị trí hội trưởng, không phải chủ nhân mạc chút hai vị phó hội trưởng cãi nhiều năm như vậy, cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Quỷ nhãn phán quan là thế nào chết? Trương Nguyên Thanh nghe thấy được ký chủ âm thanh. Đây không phải ngươi nên biết sự. Mang làm bằng bạc mặt nạ nam nhân ánh mắt mãnh liệt. Thật có lỗi, chấp sự đại nhân. Mặt nạ nam nhân ánh mắt chuyển nhu, cho hắn rót một chén trà, nói, hát vô thường mang theo chén thánh cùng danh sách núp vào, chén thánh là vu cổ sư chức nghiệp quy tắc loại đạo cụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, danh sách hội tụ quỷ nhãn phán quan nhiều năm qua thu phục nô bộc. Khống chế danh sách, có thể khống chế đông đảo linh cảnh hành giả, hai kiện đồ vật đều trọng yếu phi thường. Cuồng đồ, chúng ta cơ hội lập công tới rồi, trợ giúp chủ nhân tìm ra hắc vô thường, chỉnh hợp đồng khu phân hội thực lực, chúng ta có thể cùng ngũ hành liên minh tùng hải phân hội chống lại. Như vậy chấp sự đại nhân, ta nên làm như thế nào? ngoài vòng pháp luật cuồng đồ hô hấp thoáng dồn dập, giọng điệu hàm ẩn hưng phấn. Ta có một phần danh sách, là hát vô thường bộ hạ. Ngươi dựa theo danh sách đi tìm, có lẽ có thể tìm tới hát vô thường chỗ ẩn thân, đương nhiên, trên danh sách người sớm đã ẩn nặc, bọn hắn theo thứ tự là hoành hành không sợ, thiên đạo bất công, gia giết người không chấp mắt, thiếu phụ rất nhuận, đối ứng hiện thực thân phận là...